Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 401, quy định ta hiểu một. Thuận tiện, lại hôn mê một chút. Khóe miệng Lộ quản gia, Mạc Vũ đồng thời giật một cái. Đại dược phương còn liên tục lắc đầu. Bất kể là ai, khẳng định cũng không muốn bị đánh bất tỉnh, làm sao có khả năng nói mình thuận tiện. Nếu không phải thân thể không thể cử động, nghe nói như thế, khẳng định đã động thủ trước, còn có thể để cho ngươi đánh ta sao? Bạch Thiềm y sư, cái này. Thấy trong ánh mắt lão gia tràn ngập sự chống cự, Lộ quản gia vội vàng mở miệng. Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy người trung niên trước mắt, trầm tư một chút, giống như là lĩnh ngộ cái gì. Thôi đi, hỏi ngươi cũng vô dụng, ta tự mình tới thôi. Cánh tay duỗi ra một cái. Lạch cạch. Đại dược phương dùng sức lắc đầu, trong mắt rưng rưng, lại ngất đi. Đập đại dược phương hôn mê, lúc này Trương Huyền mới chú ý tới Lộ quản gia đang muốn nói. Hắn nghi ngờ nhìn qua. Thế nào? Ta, cái này, không có gì. Lộ quản gia lúng túng cười. Ban đầu, Lộ quản gia muốn khuyên can, nói không cần đánh bất tỉnh, có thể trị liệu hay không, đã thấy hắn ra tay. Biết cho dù mình nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói thừa, còn không bằng im lặng. Ừ, tiếp tục. Đại dược phương hôn mê, ngón tay Trương Huyền vừa đụng ở trên người đối phương, trong đầu lại hình thành sách mới. Lần này vị trí chỗ thiếu hụt quả nhiên đã thay đổi. Xác định vị trí, cổ tay run lên, một cây ngân châm, lại đâm tới. Ừ, còn không đúng. Đâm trúng vị trí, chân khí di chuyển một cái, phát hiện con cổ trùng này không ngờ lại trốn. Xem ra giết chết cổ trùng này còn muốn khó khăn hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Sắc mặt Trương Huyền nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng có đồ thư quán cung cấp vị trí, muốn tìm được con cổ trùng này, thuận lợi chém giết, chắc hẳn là dễ dàng như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, không đơn giản như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho dù trong đầu lật sách, cần thời gian rất ngắn, vẫn đủ để cổ trùng rời khỏi vị trí ban đầu, trốn xuống một chỗ phía dưới. Ngón tay lại đụng vào đại dược vương, đồng thời ngân châm ra tay. Xì, xì, xì. Dưới sự kích thích của ngân châm, con cổ trùng này hình như cũng ý thức được nguy hiểm, dọc theo huyết quản của đối phương điên cuồng chạy trốn. Huyết quản con người rắc rối phức tạp, đặc biệt là một ít huyết quản nhỏ, che kín toàn thân. Nếu thật sự đuổi theo như vậy, một ngày cũng không đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp ép nó đến một chỗ, mới có khả năng chém giết. Liên tục mấy châm xuống, thấy con này cổ trùng càng chạy càng nhanh, cũng tới càng không có quy luật. Trương Huyền lông mày nhăn lại. Giết chết sao? Liên tục đâm hơn 10 châm, dần dần đẩy cổ trùng vào một chỗ, đang muốn không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, giết chết, liền nghe được một giọng điệu có khí vô lực vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại dược vương chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, trong đầu sẽ không có cách nào hình thành sách mới. Biết không thể làm chậm trễ thời gian được, Trương Huyền lần này không tiếp tục nói thừa, bàn tay duỗi ra một cái. Lạch cạch, lại đánh bất tỉnh. Không tốt, nó lại nhân cơ hội bỏ chạy. Đợi sách lại hiện lên, vẻ mặt Trương Huyền xám xịt. Lần này, thời gian đối phương tỉnh táo, tốc độ máu tuần hoàn nhanh hơn. Con cổ trùng này không ngờ nhân cơ hội chạy trốn tới chỗ xa hơn, thoát khỏi vòng vây. Đáng giận. Không nghĩ tới một cổ trùng nho nhỏ lại giảo hoạt như vậy, lông mày Trương Huyền nâng lên, nhìn về phía Lộ quản gia cách đó không xa. Ngươi qua đây nhìn. Chỉ cần lão gia nhà các ngươi tỉnh lại, liền đập choáng váng cho ta. Đại dược vương này tu vi đạt tới tông sư đỉnh phong. Tuy rằng bị cổ trùng hành hạ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nhưng chân khí trong cơ thể tự động bảo hộ chủ. Mức độ hôn mê này, rất nhanh là có thể tỉnh lại. Mà muốn cứu người, lại không thể đập quá ác. Vì đề phòng bao vây được cổ trùng, hắn lại tỉnh táo, làm lỡ chuyện, vẫn cần chuẩn bị trước mới được. Chỉ cần người này vừa tỉnh lại, liền có người ở một bên đánh bất tỉnh, không ảnh hưởng với hắn châm kim, giết chết cổ trùng sẽ không phải là vấn đề lớn. Vừa tỉnh lại đập choáng váng. Toàn thân Lộ quản gia run rẩy, cũng sắp khóc. Người trước mắt này chính là lão gia của hắn, bảo hắn động thủ, thật sự không muốn sống. Ta có thể cự tuyệt hay không? Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Thấy vẻ mặt người này rầu rĩ, Trương Huyền nhướng mày. Nếu như không muốn cứu lão gia các ngươi thì lại từ chối. Đứng nguyên tại chỗ đừng làm. Ta, vẻ mặt Lộ quản gia rầu rĩ, không thể làm gì khác hơn là tới phía sau lão gia, bàn tay vươn ra. Lại ở thời điểm trong lòng hắn dày vò,
có chút không chịu được, liền nghe giọng nói của Mạc Vũ ở bên cạnh vang lên. Cái này, y sư thường dùng ma hồn tán, ngửi vào một hơi, là có thể khiến cho người ta rơi vào hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Thứ này cũng sẽ không làm tổn thương tới thân thể. Không biết, có được không? Ma hồn tán, còn có thứ này sao? Đương nhiên được. Trương Huyền sửng sốt. Mục đích của hắn, chỉ cần làm cho đối phương hôn mê là được, cần gì quan tâm đối phương bị đập tới choáng váng hay ngửi thuốc. Được. Nghe hắn nói có thể, Lộ quản gia, Mạc Vũ đều cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Ma hồn tán là thuốc y sư thường dùng, sử dụng thời điểm xử lý ngoại thương cho một ít bệnh nhân nhát gan, hiệu quả cùng loại với thuốc gây tê. Chỉ cần là y sư, không thể không biết. Hơn nữa cơ bản trên người đều sẽ chuẩn bị mấy thứ. Người này tự nhiên chưa từng nghe qua. Trời à! Nếu không phải thấy hắn có y thuật lợi hại như vậy, thật sự nghi ngờ có phải hắn căn bản không hiểu y đạo hay không? Chương 402, quy định ta hiểu 2. Bằng không, tại sao những căn bản đơn giản như vậy, hắn cũng không biết. Sớm dùng tới thứ này, Đại Dược Vương cũng không cần liên tục bị đập đầu, cũng sắp bị đập tới có chút si ngốc. Chỗ chúng ta có loại thuốc này, hiện tại để ra đi lấy về. Rất sợ lão gia lại bị đập một quyền, Lộ quản gia vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đại Dược Vương bán chính là thuốc, loại vật này vốn cũng không khan hiếm, tìm ra được đơn giản đến cực điểm. Thời gian không lâu hắn liền lấy qua vài túi. Tiện tay tiếp nhận một túi, Trương Huyền đặt ở chóp mũi Đại Dược Vương. Quả nhiên thấy hắn đã ngủ mê man, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Sớm có thứ tốt này, ngươi không lấy ra. Nhìn thấy được thứ này thần kỳ như vậy, Trương Huyền không nhịn được trừng mắt. Ta, vẻ mặt Lộ quản gia đầy ủy khuất. Ngươi là y sư, đã chạy tới bảo người ta giải phẫu, cầm một dao làm bếp, ta tất nhiên cho rằng đây là thứ ngươi sở trường nhất. Ai biết, con mẹ nó ngươi ngay cả dao giải phẫu cũng không biết là vật gì. Mạc Vũ đứng ở một bên, biểu tình cũng tương tự. Nếu không phải đã sớm thường xuyên thấy được các loại hành vi kỳ quái của người này, nàng cũng hoài nghi hắn có phải là cố ý hay không. Có ma hồn tán chấn áp, Đại Dược Vương hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trương Huyền một tay chạm vào đối phương, cái tay còn lại khống chế ngân châm không ngừng đuổi kịp. Lần này vô cùng thuận lợi, thời gian không lâu lại bao vây cổ trùng ở một chỗ. Được. Hai hàng lông mày của hắn dướn lên, ngón tay lại bắn ra. Ngân châm lập tức phá không lao ra. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt, trong cơ thể của Đại Dược Vương giống như vang lên một tiếng hét chói tai. Trong huyết quản giống như có con sâu vặn vẹo. Chết. Ngón tay điểm một cái, một luồng chân khí tinh thuần lập tức dọc theo ngân châm tiến vào trong cơ thể đối phương. Sau một khắc, con sâu giống như gặp phải khắc tinh, giãy giụa vài cái, liền không có động tĩnh. Cổ trùng và độc vật giống như nhau, chân khí thiên tinh thuần giống như nước đạo là khắc tinh lớn nhất của nó. Một khi đụng phải, sinh mạng ngoan cường cũng sẽ trong nháy mắt đổ nát, chết tại chỗ. Ra đi. Bàn tay ấn một cái ở chỗ huyết quản của đối phương, chân khí phát ra sóng, ngân châm và cổ trùng đồng thời bay ra. Lạch cạch. Một tiếng vang lên, cả hai rơi ở trên mặt đất. Đây là khế ước cổ. Lộ quản gia, Mạc Vũ vội vàng đi lên phía trước. Trên mặt đất, cổ trùng so với con đom đóm kích thước không chênh lệch bao nhiêu, toàn thân màu xanh đậm, bên ngoài thân có chứa phù văn đặc biệt, khiến người ta nhìn một chút lại cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Ừ. Trương Huyền lên tiếng, thở ra một hơi. Vấn đề lớn nhất của Đại Dược Vương chính là con cổ trùng này. Chỉ cần lấy thứ này ra lại giết chết, thân thể suy yếu của hắn có thể khôi phục. Hắn tiện tay hóa giải ma hồn tán, Đại Dược Vương chậm rãi tỉnh dậy. Lão gia, Lộ quản gia đi lên phía trước. Ta, còn cần hôn mê không? Tỉnh lại, Đại Dược Vương liếc mắt nhìn Trương Huyền, môi có chút run rẩy. Hắn bị đập choáng váng tới mức khiếp sợ. Hắn rất sợ tỉnh lại không phải lúc, sẽ bị đập vào một quyền. Không cần, cổ trùng đã bị giết chết. Lộ quản gia chỉ tay. Giết chết. Đại Dược Vương sửng sốt, nhìn thấy được thi thể cổ trùng trên mặt đất, sắc mặt hắn thoáng cái đỏ lên. Trong khế ước cổ, sinh tử không thể khống chế trong lòng bàn tay của mình. Cho dù là độc sư lợi hại nhất, cũng không giải quyết được. Y sư trước mắt này không ngờ dễ dàng giết chết, cho dù hắn tận mắt nhìn thấy. Cũng có chút không dám tin tưởng. Cảm ơn bạch y sư cứu ta một mạng. Từ trên ghế nằm đứng dậy, Đại Dược Vương quỳ rạp xuống đất. Hắn vốn tưởng rằng trong khế ước cổ sẽ không thuốc nào có thể cứu, chỉ có thể cam tâm chờ chết.
hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt này lại thật sự giải quyết được. Có thể giải quyết được chuyện lớn sinh tử, đừng nói bị đập choáng váng 3 lần, đâm mấy châm, chính là lại bị đập choáng váng thêm 10 lần 8 lần, lại tính là cái gì? Lão gia, ngài, nhìn thấy được Đại Dược Vương đứng dậy quỳ xuống, Lộ quản gia lộ vẻ kích động. Trước đó lão gia lại chỉ nằm, động một cái cũng không thể, ngay cả lời cơ bản cũng nói không nên lời. Bây giờ hắn lại có thể tự mình xuống đất, nói rõ thân thể đã bắt đầu khôi phục. Cổ trùng trong cơ thể đã bị giết chết, lực lượng của ta khôi phục, chỉ có điều, tai họa ngầm còn không có giải trừ, vẫn mong Bạch Y Sư ra tay. Ngăn cản Lộ quản gia nâng hắn dậy, Đại Dược Vương lại quỳ gối trước Trương Huyền. Khế ước cổ tuy rằng bị giết chết, giải quyết căn nguyên vấn đề, nhưng thứ này ở bên trong thân thể mấy ngày qua tàn sát bừa bãi cắn nuốt, đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ tinh khí thần của hắn. Làm thế nào bổ sung cho thân thể bị hao tổn, khiến cho thể lực một lần nữa khôi phục, còn cần vị y sư trước mắt này ra tay. Bằng không, người không đến 50, vẫn là dáng vẻ già yếu này, sợ rằng sống không được bao lâu, cũng sẽ chết. Giải quyết vấn đề của ngươi hiện tại sao? Trương Huyền nhướng mày, xem sách bên trong đồ thư quán. Bị khế ước cổ hành hạ nhiều ngày như vậy, hắn thật sự hao tổn lợi hại. Nếu không phải thân là Đại Dược Vương, có vô số dược liệu chân quý kéo dài tính mạng, sợ rằng sớm đã chết nhiều ngày. Loại thân thể hao tổn này, cần phải các loại thuốc bổ, điều chỉnh theo ngày tháng, mới có thể có hiệu quả. Chỉ có điều, Trương Huyền không cần. Chân khí thiên đạo không chỉ có thể khôi phục thể lực, còn có thể khiến cho người ta một lần nữa tỏa sáng sức sống. Chỉ cần đẩy chân khí của mình chảy dọc theo kinh mạch của đối phương một lần, là có thể giải quyết hao tổn, khiến cho hắn hoàn toàn khôi phục. Chỉ có điều, chân khí thiên đạo quá mức tinh thuần. Đối phương vừa hôn mê, chân khí tiến vào trong cơ thể dung hợp với chân khí của hắn. Đợi cho tới khi tỉnh táo, rất khó nhận thấy được sự khác thường. Nhưng bây giờ, muốn trị cho người này, nhất định có thể phát hiện chân khí đặc biệt, sinh lòng nghi ngờ. Hắn còn không dám mạo hiểm như vậy. Giải quyết thì có thể giải quyết, chỉ có điều. Trương Huyền có chút do dự, đang muốn mở miệng, lại thấy Đại Dược Vương trước mắt, vẻ mặt kiên định nhìn qua. Bạch Y Sư không cần nói, quy định ta hiểu. Nói xong bàn tay hắn dựng thẳng lên, bất chợt vỗ ở trên đầu. Bịch, toàn thân hắn nằm trên mặt đất, ngất đi. Chương 403, tình huống gì vậy? 1. Không nghĩ tới người này dứt khoát như vậy, quyết đoán như vậy, nói hôn mê liền hôn mê, hoàn toàn không dây dưa. Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi. Khụ khụ, ý của ta là, giải quyết thì có thể giải quyết, còn cần thêm tiền. Người hôn mê hư vậy, ta tìm ai tính toán đây? Giúp người này giải quyết khế ước cổ, điều kiện trao đổi là dẫn hắn đi độc điện. Hiện tại đã hoàn thành giao hẹn, đối phương còn muốn trị liệu thân thể bị tổn thương, cũng không thể bảo mình tiêu hao chân khí một cách vô nghĩa. Còn chưa nói dứt lời, người lại té xỉu, có phải đối với y sư ta, rất không tôn trọng hay không? Nghe được hắn lẩm bẩm, Lộ quản gia ở bên cạnh ho khan một tiếng, vội vàng đi lên phía trước. Khụ khụ. Lão gia nhà chúng ta cũng muốn để cho ngài nhanh chóng trị liệu một chút thôi. Bạch y sư có yêu cầu gì, trực tiếp nói với ta là được. Ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu. Vậy còn tạm được. Trương Huyền gật đầu. Như vậy đi, các ngươi không phải bán dược liệu sao? Cái ma hồn tán này hẳn phải có không ít đi. Chuẩn bị cho ta 3 phần. Không, tới 10 phần đi. Nếu như sớm có sự chuẩn bị, cũng không cần động thủ đối với người khác, đập hắn hôn mê. Hiện tại nếu đã biết, tất nhiên phải lấy thêm mấy phần. Không làm thịt nhà giàu trước mắt này một chút, còn giết ai? 10 phần ma hồn tán. Lộ quản gia sửng sốt, mắt chấp chấp. Đúng vậy, lẽ nào các ngươi đường đường là Đại Dược Vương phủ, không lấy ra được sao? Lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái, đồng thời trong lòng lo sợ, có thể mở miệng đòi quá nhiều, đối phương không lấy ra được hay không? Cái này. Vẻ mặt Lộ quản gia giàu dĩ. Giống như táo bón. Là thứ này quá rẻ. Ma hồn tán chỉ là tiêu chuẩn bào chế đơn giản nhất của y sư. Một phần phân phối xuống, chỉ có mấy trăm kim tệ. 10 phần đóng lại cũng không quá mấy nghìn. Chút tiền ấy có thể cứu chữa mạng của lão gia. Đường đường là mạng của Đại Dược Vương, cũng không tránh khỏi quá hạ giá đi. Rẻ. Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, nhìn về phía Mạc Vũ đứng bên cạnh. Sau khi thấy người sau lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Gật đầu, hắn mới lúng túng cười. Cái này, đúng rồi,
phủ đệ các ngươi có bí tịch tu luyện nửa bước tông sư và tông sư cảnh hay không? Không quan tâm cấp bậc, càng nhiều càng tốt, nếu như các ngươi có thể thu thập hơn 1.000 quyển, cũng có thể xem như là tiền thù lao. Tu vi của hắn bây giờ đã đạt được thông huyền cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá, chỉ có thể thu thập càng nhiều bí tịch khác cao cấp hơn. Cấp bậc thiên huyền vương quốc quá thấp, cao nhất cũng chỉ là thông huyền cảnh. Số lượng bí tịch nửa bước tông sư thật sự quá ít. Hồng Liên thành này là một thành thị của vương quốc nhất đẳng, lại là trung tâm giao dịch dược liệu, có lẽ lại có thể tìm tới công pháp đủ cấp bậc. Bí tịch nửa bước tông sư cảnh, hơn 1.000 quyển. Không nghĩ tới vị bạch thiểm y sư này muốn thứ cổ quái như vậy, lộ quản gia suy nghĩ một chút, nói. Đại dược vương chúng ta khống chế tất cả dược liệu của thiên vũ vương quốc cùng với 12 vương quốc xung quanh, có không ít người tu luyện không có tiền mua, không thể làm gì khác hơn là sử dụng bí tịch độc môn trao đổi. Bởi vậy, nhiều năm qua, bí tịch nửa bước tông sư, đại khái tích lũy mấy trăm quyển. Chỉ có điều, thật sự muốn, đại dược vương phủ chúng ta ra lệnh một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn thu thập hơn 1.000 quyển không thành vấn đề. Về phần bí tịch công pháp tông sư cảnh, không yêu cầu cấp bậc, thu thập lớn mấy trăm quyển không thành vấn đề. Hơn 1.000 quyển sợ rằng có chút khó khăn. Được, ta lại muốn thứ này. Nghe được bí tịch nửa bước tông sư có thể thu thập hơn 1.000 quyển, bí tịch tông sư cảnh cũng có thể thu thập lớn mấy trăm quyển, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Không hổ danh là thành thị của Thiên Vũ Vương Quốc. Quả nhiên cấp bậc cao hơn rất nhiều. Chỉ cần những bí tịch này thu thập đúng chỗ, có thể dễ dàng đột phá nửa bước tông sư, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng có thể đột phá. Đến lúc đó, cho dù ở độc điện có nguy hiểm gì, cũng coi như có năng lực ứng phó. Được, người đi an bài đi, ta hiện tại lại chữa trị cho lão gia nhà các ngươi. Có nhiều bí tịch như vậy làm thù lao, tâm tư Trương Huyền thoải mãn nói một câu, ngón tay đè lên kinh mạch của Đại Dược Vương. Một luồng chân khí thiên đạo được truyền vào bên trong. Sức sống của Đại Dược Vương tiêu hao như vậy, trên thực tế chính là kinh mạch bế tắc, khí không thông suốt. Chỉ cần dọn sạch sẽ những chỗ bế tắc, chân khí tông sư cảnh hùng hậu tất nhiên sẽ một lần nữa săn sóc ân cần tinh, khí, thần, khiến cho hắn khôi phục lại sự khỏe mạnh. Ầm ầm, chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch bế tắc xông mạnh tới. Gông cùm xiềng xích trước đó đều bị phá vỡ, di chứng do khế ước cổ lưu lại. Giống như tuyết trắng gặp phải nắng gắt, lại không có bất kỳ đường nào trốn thoát. Tai họa ngầm trong cơ thể được giải trừ, thân thể bên ngoài Đại Dược Vương khô quắt, da thịt trùng nhão, lại khôi phục sự co giãn và sức sống, giống như trong nháy mắt trẻ hơn 10 tuổi. Chuyện này, đứng ở một bên, Mạc Vũ không ngừng chớp mắt. Trước đó nàng cho rằng Trương Huyền trị liệu cho đối phương, cũng sẽ giống với các y sư khác, cần phải phối hợp các loại dược liệu, cần phải tích lũy thời gian tháng ngày trồng chất. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, hắn nắm cổ tay đối phương, liền trực tiếp khôi phục. Đây thật sự là thủ đoạn y sư. Thế nào nàng lại chưa từng nghe nói qua. Đi cùng người này không được mấy ngày, vô số chuyện nàng nhận thức trước đây, đều bị phủ định, thế giới quan cũng bị hoàn toàn phá vỡ. Được rồi. Chân khí rất nhanh chảy xuôi ở trong cơ thể đối phương một lần, chỗ bế tắc trong toàn thân đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Trương Huyền đứng dậy, thở hắt ra. So với tính toán trước đó còn muốn đơn giản hơn một chút. Giải quyết tai họa ngầm, Đại Dược Vương cũng thoải mái tỉnh dậy. Nhìn thấy được làn da đã khôi phục lại sự mềm mại, cùng lực lượng toàn thân dâng trào, tuy rằng trong lòng hắn xúc động, nhưng không có chấn động kinh ngạc như Mạc Vũ. Vị trước mắt này, ngay cả khế ước cổ vô số y sư, độc sư cũng không biết phải làm thế nào, hắn còn có thể trị hết. Khôi phục tổn thương loại chuyện nhỏ này, trị không hết mới thật sự gọi là gặp quỷ. Cảm ơn Bạch Thiểm y sư. Sắc mặt đỏ lên, Đại Dược Vương lại quỳ rạp xuống đất. Nếu như không phải nhờ vị trước mắt này, sợ rằng hiện tại hắn đã chết. Loại ân tình này, đã không phải là chuyện tiền tài có thể so sánh được. Giao dịch mà thôi, ta chỉ là kỳ quái, loại địa vị giống như ngươi, tại sao phải ký kết khế ước cổ này, khiến cho bản mình chịu sự khống chế của người khác. Trương Huyền khoát tay, nghi ngờ nhìn qua. Ngay cả Mạc Vũ cũng nghĩ không thông. Đại Dược Vương ở Hồng Liên Thành, ngay cả Vương Thất Thiên Vũ cũng không dám phái binh ra ngoài thảo phạt, đủ thấy đáng sợ. Người như thế tự nhiên ký kết khế ước cổ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩa. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu như các người biết, khiến cho ta ký kết khế ước chính là ai, các người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt hai người,
Đại Dược Vương cười khổ. Đối phương cứu tính mạng của hắn, trải qua sinh tử, hắn cũng biết không có gì không có thể nói. Hắn không có ý định giấu giếm. Cùng ta ký kết khế ước chính là, điện chủ của Độc Điện. Điện chủ của Độc Điện. Ừ. Đại Dược Vương gật đầu, ánh mắt phức tạp. Đại Dược Vương thoạt nhìn uy vũ, cường đại, ở Hồng Liên Thành không có người nào dám chọc, trên thực tế, chỉ là người phát ngôn của Độc Điện mà thôi. Không chỉ là ta, mỗi một đời Đại Dược Vương chúng ta đều phải cùng điện chủ của Độc Điện ký kết khế ước, thành khôi lỗi để bọn họ đặt ở bên ngoài. Mỗi một đời, hai người Trương Huyền, Mạc Vũ chắt lưỡi, cũng lập tức lại bừng tỉnh. Hồng Liên Thành là cửa ngõ duy nhất tiến vào Độc Điện. Nếu như phía sau không có Độc Điện ủng hộ, mỗi đời làm sao có thể làm Đại Dược Vương, khống chế thị trường dược liệu với lợi nhuận khổng lồ như vậy? Lại làm sao có thể đối mặt với vương quốc cũng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào? Ngay cả vương tử, công chúa cũng dám chém giết. Cũng chỉ có Độc Điện loại thế lực quỷ dị khó lường này ở sau lưng ủng hộ, mới có nội tình như vậy. Nếu không, một thành thị suy bại cổ xưa mà thôi, cho dù khống chế dược liệu lưu thông, khẳng định cũng không dám đối đầu cùng vương quốc lớn như Thiên Vũ. Thiên Vũ vương quốc lại có danh sư nhị tinh, thậm chí còn một vị vượt xa hơn. Có loại danh sư giáo hóa này, mặc dù không phải người người như rồng, nhưng tu vi chỉnh thể tất nhiên vượt qua Thiên Huyền vương quốc rất nhiều. Đại quân vừa ra, long trời lở đất, rời núi lấp biển. Nếu không có Độc Điện ở sau lưng ủng hộ, một Hồng Liên Thành nho nhỏ, làm sao có thể biến thành loại địa phương ngoài vòng pháp luật giống như hiện tại? Chắc hẳn đã sớm bị san bằng. Chỉ có chủ nhân thi triển cổ này tử vong, khế ước cổ mới có thể phát tác. Lẽ nào? Trương Huyền nghĩ đến cái gì, không nhịn được nhìn qua. Không sai. Đại Dược Vương gật đầu. Lần này điện chủ chết. Trước đó Lộ quản gia đã nói, Độc Điện gần đây nội chiến, rất nguy hiểm, không gặp gỡ người ngoài, không phải là nói chuyện giật gân. Lần này điện chủ của Độc Điện đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ba truyền nhân của hắn đều muốn tranh đoạt vị trí điện chủ, lúc này mới phát sinh hỗn loạn. Cho dù là ta, cũng không dám tùy ý qua đó. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Đại Dược Vương cười khổ. Đối với bọn họ mà nói, ta chính là một khôi lỗi mà thôi. Chỉ cần Độc Điện tồn tại, sau đó có thể một lần nữa lập một người mới. Mặc dù không muốn thừa nhận, Trương Huyền cũng biết đây là sự thực. Chỉ cần có Độc Điện ở sau lưng ủng hộ, nâng ai lên làm Đại Dược Vương, còn không phải là chuyện một câu nói sao. Trước mặt người ngoài, Đại Dược Vương uy phong lẫm lẫm, lại chỉ là khôi lỗi có cũng được không có cũng được. Nếu không phải chính tai nghe nói, hắn cũng khó có thể tin được. Đại Dược Vương nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo sự nghiêm trọng. Bạch Thiểm Y Sư, người đã cứu ta, lấy điều kiện trao đổi, dẫn người đi Độc Điện là chuyện ta nên làm. Chỉ có điều, hiện tại ba truyền nhân đang tranh vị, toàn bộ Độc Điện khắp nơi đều nguy hiểm đáng sợ. Ai qua đó cũng chỉ có một con đường chết, nếu như người có thể chờ, không ngại ở lại chỗ này của ta, ta cũng sẽ luôn luôn tìm hiểu tin tức cho ngươi. Một khi xác lập điện chủ mới, chúng ta sẽ đi qua, có thể tránh được không ít nguy hiểm. Tranh đoạt Độc Điện, không khác mấy so với vương tử đoạt đích, tràn ngập âm mưu và giết chóc. Người ngoài tiến vào trong, chuẩn bị không tốt sẽ bị trở thành quân cờ, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể nói, Độc Điện hiện tại tuyệt đối là rất rối loạn, rất nguy hiểm. Chỉ có điều, một khi điện chủ được xác định, cần phải lôi kéo lòng người, chèn ép người thất bại, ngược lại sẽ ổn định cục diện, an toàn hơn một chút. Ta không đợi được. Biết đối phương nói rất chính xác, không có ý tứ lừa dối, nhưng Trương Huyền vẫn không chờ được. Khí độc trong người, tuy rằng bị chân khí thiên đạo áp chế, nhưng ai cũng không dám bảo đảm khi nào sẽ cắn trả. Để cho hắn chờ 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày nửa tháng còn có thể. Chờ 1-2 năm, khẳng định hắn kiên trì không được. Thật ra, nếu như Bạch Y Sư quả thật sốt ruột, cũng không phải là không thể được. Thấy vị ân nhân cứu mạng này có chút nóng nảy, muốn nhanh chóng đi tới Độc Điện, Đại Dược Vương trầm tư một chút, nói. Ba đại đệ tử của Lão Điện Chủ, đều khống chế một phần ủng hộ của Độc Điện, thế lực ngang nhau. Dựa theo tình huống bình thường, không 1-2 năm, quả thực rất khó cân nhắc quyết định xuống được. Chỉ có điều, cũng không nhất định. Nói rõ một chút, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Đại Dược Vương nói, Độc Điện giống như nghiệp đoàn luyện đan sư, nghiệp đoàn luyện khí sư, cũng có tổng bộ và rất nhiều phân bộ. Hồng Liên Sơn Mạch này của chúng ta, chỉ là một phân bộ nho nhỏ trong đó mà thôi. Trương Huyền gật đầu.
Thông qua quan sát các loại sách, hắn cũng biết, chỗ vị trí hiện tại so với thế giới này chỉ là muối bỏ biển, căn bản không tính là cái gì. Lục điện của Hồng Liên Sơn Mạch, danh tiếng tuy rằng rất lớn, cũng chỉ ở phạm vi quản của Thiên Vũ Vương quốc Lý, mới có vẻ lợi hại. Đến quốc gia càng cao hơn, tất nhiên có tồn tại phân bộ lợi hại hơn. Theo ta được biết, lão điện chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không truyền vị trí cho bất kỳ kẻ nào. Trong điện, tất cả trưởng lão đã phái người đưa tin tức này đi tới tổng bộ. Nếu như tổng bộ nguyện ý quản lý, phái đặc sứ qua, bình định nội loạn, xác định điện chủ sẽ phải đơn giản hơn không ít, thời gian cũng sẽ rút ngắn. Đại Dược Vương nói, à, còn có chuyện này sao? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Chỉ cần là phân bộ, phải nghe theo an bài từ tổng bộ. Điện chủ của phân bộ tử vong, tổng bộ phái người qua, cho dù lại loạn nữa, cũng nhất định có thể trong giải quyết khoảng thời gian ngắn. Chương 404, tình huống gì vậy? 2. Loại tình huống giống như vậy, tổng bộ độc điện phái người qua sẽ mất bao nhiêu thời gian? Lại mất bao lâu mới có thể bình định nội chiến? Trước đây từng có tiền lệ hay không? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Căn cứ vào lịch sử độc điện trước kia, quả thực từng có tiền lệ. Chỉ có điều. Đại Dược Vương có chút do dự, vẻ mặt cười gượng. Lúc này, thật sự không thể xác định được. Độc điện của Hồng Liên Sơn Mạch, nghe uy phong. Trên thực tế đối với tổng bộ mà nói, chỉ là một góc, không phải là một địa phương được coi trọng. Thật sự phái đặc sứ qua, không cần nửa tháng là có thể hoàn toàn bình định. Đối phương nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, sẽ không phái người qua, sẽ để mặc cho phát triển, không một hai năm sẽ không giải quyết được. Tuy rằng phái một đặc sứ là có thể giải quyết, nhưng đối với độc điện mà nói, một địa phương nhỏ có cũng được không có cũng được, không cần thiết lãng phí tinh lực, không phái qua cũng rất bình thường. Trước đây đã từng có loại tình huống này. Nếu thật sự như vậy, cũng có chút vô nghĩa. Cho nên, cho dù là hắn, cũng không có cách nào đoán được thời gian nội chiến. Không có cách nào xác định, cũng không thể cứ chờ xem. Nghe xong giải thích, Trương Huyền càng phiền muộn hơn. Hắn muốn tìm đủ sách của độc sư để học tập, giải quyết tai họa ngầm khí độc trong cơ thể. Dù sao hắn cũng không khả năng cứ chờ một tin tức không xác định, chờ thêm một, hai năm. Biện pháp tốt nhất vẫn là chờ. Chỉ có điều, Bạch Y Sư nếu quả thật muốn đi qua, hiện tại ta có thể dẫn người đi. Chỉ là, gặp phải chuyện gì, ta cũng không có cách nào bảo đảm. Đại Dược Vương có chút do dự, nói. Ta suy tính một chút. Hắn đi độc điện chỉ là để đọc sách. Chỉ cần không tiếp xúc với chuyện bọn họ tranh đoạt vị trí điện chủ, sẽ không có nguy hiểm trong tưởng tượng. Đương nhiên, hắn đối với độc sư cũng không biết gì. Có loại tình huống này hay không, hắn cũng không tiện nói. Chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó. Chờ ngươi thu thập xong sách, chúng ta lại xuất phát. Do dự một chút, Trương Huyền thực sự đưa ra quyết định. Vất vả trăm cay nghìn đắng đi tới Hồng Liên Thành, không có khả năng cứ chờ đợi. Đã như vậy. Nên đi thì đi, cần gì quan tâm tới nội chiến gì đó. Chỉ có điều, trước đó, thực lực có thể nâng cao được chút nào hay chút đó. Chỉ cần đạt được tông sư đỉnh phong, dựa vào thiên đạo đồ thư quán và chân khí thiên đạo tinh thuần, nửa bước chí tôn cũng có thể đánh một trận. Cho dù người của độc điện muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Thu thập sách. Đại Dược Vương có chút nghi ngờ. Thời điểm vừa rồi, chuyện Trương Huyền cùng Lộ Quản gia nói điều kiện. Hắn đã rơi vào hôn mê, cũng không biết. Là như vậy. Trương Huyền giải thích một chút. Hóa ra Bạch Y Sư cần những quyển sách này. Cái này đơn giản, ta tự mình đi giúp ngươi đốc thúc, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Tối đa 3 ngày, là có thể thu thập tất cả sách nửa bước tông sư cảnh trong toàn bộ Hồng Liên Thành qua đây. Nghe được vị Bạch Thiểm Y Sư lợi hại này, đòi thù lao không ngờ là cái này, Đại Dược Vương cũng sững sờ. Ngay lập tức hắn mỉm cười. Ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hồng Liên Thành trải qua hắn nhiều năm kinh doanh, đã sớm thành một khối thùng sắt. Những quyển sách này tuy rằng chân quý, nhưng chỉ cần hắn tự thân xuất mã, vẫn là chuyện vô cùng đơn giản. Vậy là tốt rồi, nhờ cậy Đại Dược Vương. Nghe thấy 3 ngày là xong, Trương Huyền thở ra một hơi, gật đầu. Vẫn mong Bạch Y Sư tạm thời ở lại đây, ta sẽ đi đốc thúc một chút. Đại Dược Vương đứng dậy, gọi một tên hộ vệ. An bài chỗ ở của hai người, sau đó vội vã đi ra ngoài. Ân nhân cứu mạng yêu cầu, hắn cũng không dám chậm trễ. Tạm thời ở lại đây đã. Trương Huyền biết sốt ruột cũng vô dụng, hắn dẫn theo Mạc Vũ, an tâm ở lại.
các ngươi nói người kia đến cùng là chẩn đoán bệnh đúng, hay sai? Bên ngoài phủ đệ của Đại Dược Vương, rất nhiều y sư vừa rời khỏi, tập trung lại cùng một chỗ, mỗi một người đều mày nhăn lại. Từ phủ đệ đi ra, bọn họ vẫn chưa rời khỏi, mà canh giữ ở nơi đây. Đường đường là y sư nhị tinh, tam tinh, tồn tại danh tiếng chấn động vương quốc, tự nhiên bị một tên y sư nhất tinh chưa có ai từng biết tới cướp đi danh tiếng, đổi lại thành ai, cũng sẽ buồn bực không thôi. Một y sư nhất tinh có thể chẩn đoán bệnh đúng sao? Đùa gì thế, đoán chừng là ăn nói bừa bãi. Điều này lại không nhất định, một câu nói khiến cho Đại Dược Vương có phản ứng lớn như vậy, nếu như không phải nói đúng, làm sao có thể? Nếu thật sự nói đúng, vậy khế ước cổ là cái gì? Trước nay, tại sao ta chưa từng nghe qua? Càng thảo luận, mọi người càng cảm thấy không hiểu. Nếu như nói người này là nói bậy, không có khả năng khiến cho Đại Dược Vương phản ứng như thế, thậm chí không tiếc đuổi tất cả bọn họ đi. Nếu là nói thật, khế ước cổ lại là cái gì? Thế nào trước đó bọn họ chưa từng nghe qua? Trên thế giới còn có loại bệnh này sao? Hơn nữa, y sư nhất tinh, làm sao có thể còn lợi hại hơn so với bọn họ, làm thế nào nhìn ra được? Bạch Thiềm này, ta và hắn ở chung không biết bao nhiêu năm, từ khi nào có loại bản lĩnh này vậy? Trong đám người, Thành Phong y sư buồn bực suy nghĩ muốn phát điên. Thành Phong y sư và Bạch Thiềm y sư quen thuộc nhất, vốn định giễu cợt đối phương một chút, khiến cho đối phương xấu mặt. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ta thật sự nhìn ra vấn đề, hung hăng đánh vào mặt hắn. Đừng rầu rĩ, có chính xác hay không, ở chỗ này chờ, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Nếu như hắn thật sự chẩn đoán được chứng bệnh của Đại Dược Vương, có thể nghênh ngang đứng đi ra. Bằng không, chỉ có thể biến thành thi thể. Mộc Hoành và hai vị y sư tam tinh lợi hại nhất cắt ngang lời bàn luận của mọi người. Đúng vậy. Mọi người đồng thời gật đầu. Người này không biết trời cao đất rộng, một quyền đánh ngất xỉu Đại Dược Vương, đã phạm vào kiêng kỵ. Có thể trị hết chứng bệnh còn dễ nói. Trị không hết, nhất định sẽ bị giết chết. Biết được điểm ấy, mọi người không tiếp tục rầu rĩ. Chỉ cần người này là đi thẳng ra ngoài, lại cho thấy hắn thật sự nhìn ra được căn bệnh. Nếu đi ngang ra, đã nói rõ hắn ăn nói bừa bãi, thích thể hiện tìm đường chết. Không cần suy nghĩ, nhất định là đi ngang ra ngoài. Thành Phong y sư cắn chặt hàm răng, chỉ có điều nói còn chưa có nói xong, liền nghe được trước mặt két một tiếng. Cửa lớn của phủ đệ mở ra một chút. Mau nhìn, có người đi ra. Nghe được âm thanh, rất nhiều y sư đồng loạt nhìn sang. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn qua, mắt của tất cả đều thoáng chút trợn tròn, không lập tức ngất đi. Đi ra là một lão nhân, lộ quản gia đi theo sau lưng, vẻ mặt cung kính. Đây là Đại Dược Vương. Thấy rõ gương mặt của đối phương, tất cả y sư đồng thời nuốt hớp nước miếng. Vừa rồi khám bệnh cho Đại Dược Vương trong thời gian dài như vậy, bọn họ làm sao có thể không biết. Tuy rằng người này so với người trước đó trẻ lại không ít, nhưng có thể khiến cho lộ quản gia cung kính như thế, trừ hắn ra còn ai vào đây nữa. Mới vừa rồi còn nằm ở trên ghế nằm, vẫn không nhúc nhích, giống như sắp chết. Không tới 20 phút, nghênh ngang đi tới, khí tức 10 phần, trẻ hơn 10 tuổi. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Cho dù thật sự nhìn ra được chứng bệnh, trị liệu cũng cần tốn thời gian nhất định đi. 20 phút chữa trị xong, khiến cho hắn tự đi ra ngoài. Trời ạ, thật sự không nhìn lầm chứ? Cái này, thân thể Thành Phong y sư còn thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa nôn ra máu. Vừa nói đối phương khẳng định nằm đi ra, kết quả. Đại Dược Vương đứng đi ra. Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện gì xảy ra? Các vị y sư còn chưa đi sao? Đi ra khỏi viện, nhìn thấy được mọi người không ngờ còn chưa rời đi, Đại Dược Vương mỉm cười. Đại Dược Vương, ngài đây là... Mộc Hoành y sư không thể tiếp tục kìm chế được, đi lên phía trước, vẻ mặt kỳ quái. Là Bạch Thiềm y sư giúp ta chữa trị chứng bệnh, y thuật của hắn thật cao. Ánh mắt Đại Dược Vương lộ ra sự sùng bái, cảm thán một câu, liền ôm quyền. Được rồi, các vị... Ta còn có việc, lại không chậm trễ được. Từ biệt. Nói xong hắn đi nhanh rời khỏi đó. Thực sự là hắn chỉ sao? 20 phút ngắn ngủi, khiến cho một người thoạt nhìn hơn 90 tuổi, biến thành chưa đầy 50 tuổi. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nghe được hắn chính miệng xác nhận, tất cả mọi người vẫn cảm thấy tráng váng đầu óc, mắt hoa lên, mơ hồ. Bọn họ nhiều người như vậy, nghiên cứu hồi lâu cũng nghiên cứu không ra chứng bệnh.
Đối phương trong thời gian ngắn như vậy đã chữa trị xong. Đây là trình độ gì? Thực sự là y sư nhất tinh. Xem ra, chúng ta đều nhầm, vị bạch thiềm y sư này sợ rằng sớm đã không phải là y sư nhất tinh. Buồn bực một hồi, một vị y sư tam tinh không nhịn được nói. Huy hiệu không có nghĩa là thực lực. Đúng vậy, y sư nhất tinh làm sao có thể dễ dàng chữa trị được cho đại dược vương. Loại năng lực này, sợ là đạt tới tứ tinh. Vị y sư tam tinh thứ hai cũng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, Mộc Hoành y sư cũng gật đầu. Y sư tứ tinh, chờ hắn đi ra, ta nhất định phải cố gắng bái kiến, bù đắp sự đường đột trước đó. Đúng vậy, ta cũng phải cố gắng thỉnh giáo. Nghe được ba vị y sư tam tinh phán đoán như vậy, sắc mặt những người khác đồng thời trở nên ngưng trọng. Thời gian trước ở đại điện, bọn họ không ít lần cười nhạo đối với vị bạch y sư này. Hiện tại biết hắn có thể là một vị y sư đạt được tồn tại tứ tinh siêu cường, bọn họ đều cảm thấy hoảng hốt. Đáng giận, đừng để cho ta thấy ngươi, nếu không, không đánh chết ngươi không được. Mọi người đang thầm hạ quyết định, liền nghe được một tiếng gào thét phẫn nộ. Bọn họ đồng thời xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một người chỉ ngay cả áo khoác cũng không mặc, vẻ mặt đầy tức giận đứng ở cách đó không xa, bàn tay vung vẩy. Bạch thiềm y sư, nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người này, tất cả y sư đều sửng sốt. Ngay lập tức hai mắt bọn họ tỏa ra ánh sáng, lao vào tới. Đáng thương cho bạch y sư mới từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện không chỉ huy hiệu y sư bị cướp, áo khoác cũng bị lột. Hắn tức giận kêu loạn, đang muốn tìm kiếm, hung thủ, lại thấy một đám y sư nhị tinh, tam tinh xông tới giống như nhìn thấy thần tượng. Hắn khiếp sợ đến mức hoa cúc căng thẳng, toàn thân mềm nhũn. Những người này bình thường nhìn thấy ta, đều cao cao tại thượng, xem thường. Thế nào ta vừa hôn mê một chút, bọn họ lại đều giống như nhìn thấy tiền bối. Ai có thể nói cho ta biết? Trời ạ, đây là tình huống gì vậy? Chương 405, nửa bước tông sư 1. Thành Phong y sư, đây là chuyện gì xảy ra? Thật vất vả mới hồi thần, nhìn thấy được một người quen cũ, Bạch Thiềm y sư vội vàng hỏi. Bạch y sư, vừa rồi là ta có mắt như mù, không biết mấy năm không gặp, y thuật của ngươi đã tăng trưởng đến trình độ loại này. Có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Bị điểm tên, Thành Phong y sư sắc mặt đỏ lên, vội vàng ôm quyền. Trên đầu Bạch Thiềm y sư xuất hiện dấu chấm hỏi. Đám người kia đều uống lộn thuốc hay thế nào vậy? Ta chỉ bất tỉnh một chút, thế nào thái độ của bọn họ đều như vậy? Nghi ngờ một hồi, vị Bạch y sư vẻ mặt nằm mộng cũng coi như hiểu được, người cướp giật huy hiệu của hắn, hình như giả mạo hắn trị bệnh cho đại dược vương. Người này đánh mình ngất xỉu, không đoạt tiền, không cướp đồ, trả tiền mua cho mình dược liệu mấy vạn kim tệ. Chỉ vì giúp người khác chữa bệnh. Thế nào hắn lại có cảm giác không đáng tin như thế? Trên đời này vẫn còn có loại chuyện tốt này. Thật sự như vậy, có phải nên suy tính một chút, lại đi tới ngõ nhỏ không người chờ đợi? Nếu không cầu xin ông trời, có thể thương xót, ban thưởng cho thêm cho hắn một hai tên cướp. Bên ngoài Bạch Thiềm y sư thành khẩn tâm nguyện, Trương Huyền cũng không biết được rõ ràng. Ba ngày nay, hắn vẫn đợi ở Đại Dược Vương Phủ. Ngoại trừ lật xem sách bên trong đồ thư quán, nhanh chóng học tập, chính là chỉ điểm cho Mạc Vũ. Đây là trước đó hắn đáp ứng đối phương, bây giờ tìm đến Đại Dược Vương, hắn cũng nên thực hiện lời hứa. Trải qua mấy ngày học tập, Mạc Vũ đối với người thanh niên trước mắt, so với nàng tuổi còn nhỏ hơn, đã bội phục muốn quỳ rạp trên mặt đất. Lão sư đan dược của nàng, là tồn tại có danh tiếng trong Thiên Vũ Vương Quốc, nhưng khi chỉ điểm luyện đan, còn xa mới bằng được trọng tâm đối phương nói tới, thật sự trúng điểm yếu hại. Trải qua 3 ngày học tập, sửa chữ, thuật luyện đan của nàng đột nhiên tăng mạnh, không ngờ đã có thể một mình có thể luyện ra đan dược nhị phẩm. Chế luyện đan dược nhị phẩm, có thể sát hạch luyện đan sư nhị tinh. Chỉ cùng học 3 ngày, lại đạt được loại trình độ này, ngay cả nàng tự mình trải qua, cũng có ảo giác như đang nằm mộng. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, từ nhất tinh đến nhị tinh, 05, 6 năm rèn luyện, là không thể nào làm được. Bạch y sư, tất cả sách người cần, chúng ta đã tìm tới. Sáng sớm ngày thứ tư, hai người vẫn một dậy, một học, lại thấy Đại Dược Vương đi đến. Đi qua nhìn một chút. Trương Huyền đứng dậy. Đợi 3 ngày, chính là chờ cái này. Quả nhiên không khiến mình thất vọng. Mời đi bên này. Đại Dược Vương đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một gian phòng rộng rãi. Bên trong bầy đủ các loại sách, đưa mắt nhìn lại,
một loạt phía ngoài cùng quả nhiên là bí tịch nửa bước tông sư và tông sư cảnh. Ta xem một hồi, các ngươi đi ra ngoài trước. Biết phương pháp đọc sách của hắn quá mức kinh thế hãi tục, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Đại Dược Vương và Lộ quản gia đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài cửa, bọn họ liền nghe được những âm thanh gấp gáp vang lên, giống như có người đang chạy bộ ở trong gian phòng. Đặc biệt tìm những quyển sách này qua, không phải là muốn xem sao? Chạy bộ. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Bạch Y Sư là cao nhân, hành sự ngoài dự đoán mọi người cũng là rất bình thường. Chúng ta vẫn, tạm thời đừng để ý tới. Cố nén mong muốn kích động vào xem một chút, Đại Dược Vương lắc đầu. Y sư khác, xem bệnh cần phải hỏi, quan sát. Người này thì hay rồi, đập người hôn mê, mới có khả năng chẩn đoán chính xác. Trị bệnh cứu người, thù lao đều là dược liệu, kim tệ. Thứ hắn muốn lại là công pháp không quan tâm cấp bậc. Ham nhiều không tiêu hóa hết, đây là nguyên lý ai cũng biết. Người tu luyện thông thường chỉ tu luyện một loại công pháp là được. Tìm nhiều như vậy, làm gì? Ba ngày qua, vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng. Hai người nghĩ ra mười mấy lý do, cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Vốn tưởng rằng tìm sách tới, có thể từ hành động của hắn biết được một ít. Kết quả bọn họ lại nghe được tiếng chạy bộ. Tìm bí tịch qua, hoặc là nhìn, hoặc là học tập. Tệ nhất cũng muốn lật xem một chút. Kết quả lại là chạy bộ. Sớm biết rằng cao nhân hành sự không tầm thường, nhưng... mẹ nó cái này cũng quá không tầm thường đi. Lão gia, bây giờ chúng ta làm gì? Đứng giữa trời, nghe được ngoại trừ tiếng chạy bộ, thật sự nghe không ra âm thanh gì khác, Lộ quản gia không nhịn được nói. Có nên cũng cùng, chạy một hồi. Không cần, ở bên ngoài chờ xem. Hắn chạy xong, nhất định sẽ đi ra. Đại Dược Vương lắc đầu đang muốn nói tiếp, liền nghe được thư phòng, két, một tiếng mở ra. Bạch Y Sư đi ra. Cái này, Bạch Y Sư, lẽ nào những thư tịch này không đúng? Thấy rõ đối phương, Đại Dược Vương sửng sốt, có chút nghĩ không ra. Đặc biệt đòi những quyển sách này, vốn tưởng rằng hắn sẽ ở bên trong xem một ngày, hai ngày. Thế nào mới chạy bộ một hồi, lại đi ra. Thời gian ngắn như vậy, ngay cả có bao nhiêu sách cũng không thấy rõ đi. Đã xem xong. Trương Huyền gật đầu. Chương 406, nửa bước tông sư 2. Nếu như không đúng, ta lại nghĩ biện pháp. À, ngươi nói cái gì? Xem, chấm xem xong. Thân thể thoáng lắc lư một cái, Đại Dược Vương và Lộ quản gia thiếu chút nữa thì nôn ra máu mất xỉu. Chúng ta vất vả trăm cay nghìn đắng, tìm hơn 1000 quyển sách. Ngươi tiến vào trong mấy phút, xem xong. Nghe thấy được tiếng chạy bộ, xem khi nào. Ừ, sách của ngươi có giúp đỡ rất lớn đối với ta. Cảm ơn. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của đối phương, Trương Huyền gật đầu. Tổng cộng chừng 1000 quyển sách. Tùy tiện chạy một chút liền sờ xong. Nói thật, mấy phút mới ra ngoài, vẫn là vì hắn đột phá nửa bước tông sư, lúc này mới chậm trễ một ít thời gian. Nếu không, có khả năng đối phương còn chưa đi ra khỏi cửa lớn, chỉ sợ hắn cũng đã xem hết. Đại Dược Vương thu thập những quyển sách này, nửa bước tông sư tương đối đầy đủ, hình thành công pháp thiên đạo hoàn chỉnh. Hắn lại lập tức tu luyện. Nửa bước tông sư chỉ là một lần quá độ thăng cấp tông sư. Có công pháp chính xác. Tiến bước cực nhanh, mấy phút, hắn đã thuận lợi đột phá, đồng thời củng cố tu vi. Về phần công pháp tông sư cảnh, chỉ thu thập 700 cuốn, cách hình thành công pháp hoàn chỉnh, còn kém một ít. Hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện. Tu vi đạt được nửa bước tông sư, lực lượng của hắn lại tăng mạnh. Tự nhiên vượt qua 1000 đỉnh, đạt được hơn 1500 đỉnh. Loại lực lượng này đã có thể sánh ngang cùng tông sư cảnh sơ kỳ. Tông sư cảnh sơ kỳ 1000 đỉnh. Trung kỳ 2000 đỉnh, hậu kỳ 3000 đỉnh, đỉnh phong 4000 đỉnh. Nửa bước tông sư lại đạt được 1500 đỉnh. Cho dù ở trong tông sư sơ kỳ, cũng đến thượng trung lưu. Mấu chốt nhất chính là, người khác đột phá nửa bước tông sư, không tốn 3, 5 năm, thậm chí vài chục năm cũng làm không được. Hắn, chỉ mấy phút. May là, chân khí thiên đạo vô cùng tinh thuần, không ai có thể nhìn ra tu vi. Bằng không. Để cho Đại Dược Vương biết người này mới vừa đi vào có chút thời gian như vậy, tu vi lại tăng trưởng một bậc, nhất định sẽ lập tức khóc ra thành tiếng. Phải biết rằng, trước đây hắn vì đột phá nửa bước tông sư, lại ăn không biết bao nhiêu dược liệu, sử dụng tiền tài cân nhắc, cũng có thể mua được một tòa thành trì. Nhiều thứ như vậy mới đột phá,
Còn, Bạch Y Sư, đi vào chạy một hồi ra, lại thành công. Trên thế giới thiên tài lợi hại nhất, cũng sẽ lập tức bị công kích tới thương tích đầy mình. Không có gì, chuyện phải làm thôi. Cố nén kích động muốn phát điên, Đại Dược Vương không nhịn được hỏi. Bạch Y Sư, vậy, tiếp theo chúng ta làm gì? Vẫn đi độc điện sao? Đương nhiên phải đi. Trương Huyền mỉm cười. Không chỉ phải đi, còn muốn quang minh chính đại đi. Quang minh chính đại. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Trước đó ngươi không phải nói, chuyện lão điện chủ tử vong, đã thông báo với tổng bộ sao? Ừ, cũng không biết tổng bộ có phái đặc sứ qua hay không. Nếu như phái qua, chắc hẳn có thể rất nhanh dẹp yên phản loạn. Chúng ta cũng có thể an toàn qua đó. Đại Dược Vương nói. Nếu như không phái, có thể sẽ có chút phiền phức. Ta đã nghĩ xong biện pháp, cùng với ở chỗ này chờ đợi mờ mịt, có lẽ đặc sứ sẽ không tới. Còn không bằng, làm ra một đặc sứ xuất hiện. Trương Huyền nói. Làm ra một đặc sứ. Đại Dược Vương có chút không rõ. Rất đơn giản, người dẫn ta đi độc điện, lại nói ta là đặc sứ. Dù sao người bọn họ cũng chưa thấy qua, nói vậy cũng không phát hiện được. Ba ngày nay, hắn cũng nghĩ xong, cùng với chờ đợi, còn không bằng chủ động xuất kích. Nếu độc điện nội chiến, hiện tại tiến vào trong không an toàn, vậy chuẩn bị một. Thân phận đối phương có tranh đấu mấy đi nữa cũng không dám động. Những người này không phải là không biết đặc sứ là ai, sẽ tới hay không sao. Vậy liền trực tiếp giả mạo đặc sứ. Dù sao mục đích của chính mình là đọc sách, xem xong có thể rời khỏi đó. Cho dù sau đó bị phát hiện, người cũng đã chạy thoát, không quan trọng. Trước đó, ngay cả danh sư cũng giả mạo qua. Một đặc sứ độc điện mà thôi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Giả mạo, đặc sứ. Sắc mặt Đại Dược Vương thoáng cái trở nên trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Đại ca, ta lớn tuổi, trái tim không tốt, ngươi xác định không có nói đùa chứ? Giả mạo không có khả năng chơi được, vạn nhất xuất hiện vấn đề, có thể sẽ lập tức bị đánh chết. Ừ, chuẩn bị một chút, chúng ta lại lên đường, ngươi trước đó đã đáp ứng, dẫn ta đi độc điện. Sẽ không phải đổi ý chứ? Trương Huyền nhìn qua, nhướng mày. Nếu như ngươi sợ hãi, đưa ta đến độc điện là được, không cần cùng qua. Ta, chuyện này căn bản không phải vấn đề có khiếp sợ hay không, cũng không phải có đi tới độc điện hay không. Mà là giả mạo đặc sứ, một khi bị phát hiện, chết một vạn lần cũng không đủ. Hắn vốn cho rằng đối phương chữa trị tốt chứng bệnh của hắn, chỉ cần chút sách là được, yêu cầu không cao. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khó nhất ở chỗ này. Sớm biết rằng ngươi đánh chủ ý này, ta tình nguyện chết, cũng không đáp ứng. Hiện tại đổi ý, còn kịp không? Da mặt Đại Dược Vương co giật, lần này là khóc thật. Chương 407, tiến vào độc điện 1. Ô ô ô ô, Hồng Liên Sơn mạch gió mạnh như đao, cắt qua da đau đớn. Cảnh sắc màu đỏ đơn điệu, thấy nhiều khiến cho mắt người khó chịu, mệt mỏi dã rời khác thường. Thường xuyên có con sâu kích thước thường một đầu ngón tay, từ trước mắt bỏ qua, ẩm ướt tanh hôi, khiến cho người ta buồn nôn. Đây là trùng ẩm ướt đặc biệt của Hồng Liên Sơn mạch, lấy dược liệu để sống, là thiên địch của dược liệu. Chỉ có điều, kỳ quái chính là, thi thể lại là vật phẩm đại bổ của dược liệu, làm phân bón để trồng dược liệu, linh khí ép người, tiên diễm lóa mắt. Rất nhiều dược liệu không có cách nào trồng được, có thứ này, chẳng những có thể dễ dàng trồng, còn mọc lên với xu hướng khả quan. Chính vì vậy, Hồng Liên Thành mới có thể trở thành nơi giao dịch dược liệu lớn nhất của 13 vương quốc xung quanh. Sâu bên trong sơn mạch có hình dạng giống như hoa sen, hai bóng người đi bộ về phía trước. Một người trong đó nhìn sâu đóng đầy dưới mặt đất, giải thích. Thảo nào, ta vẫn luôn nghĩ, địa phương hoang vu như thế, cây cối không mọc, Hồng Liên Thành làm sao có thể trở thành nơi dược liệu tập trung. Thì ra là thế. Bóng người thứ hai gật đầu, đi về phía trước mấy bước, nhìn về sương mù phía trên đầu che khuất ánh sáng mặt trời, hỏi tiếp. Đây là khí độc ngươi nói tới. Hai người chính là Trương Huyền và Đại Dược Vương trước đó đã rời khỏi Hồng Liên Thành đi tới độc điện. Bởi vì đi độc điện quá mức nguy hiểm, nên hắn không dẫn theo Mạc Vũ, để cho nàng tự mình quay về Thiên Vũ Vương Thành. Đại Dược Vương rầu rĩ một khoảng thời gian, vẫn quyết định dẫn hắn đi. Cái mạng này là nhặt về, nếu đã đáp ứng đối phương, hắn lại không có cách nào từ chối. Một đường đi về phía trước, hai người đã đi tròn 5 ngày. Đúng vậy. Dưới Hồng Liên Sơn Mạch là một ngọn núi lửa lớn,
mặt đất nóng bỏng, lúc này mới không có một ngọn cỏ. Nham thạch đều hiện lên màu lửa đỏ, dưới hơi nóng bốc hơi lên, nơi khí độc lơ lửng ở cách mặt đất hơn 10 thước, dày đạt tới mấy trăm thước. Cưỡi man thú bay bay qua trên cao bay còn có thể. Nhưng muốn xuống, sẽ rất khó. Một khi đi qua tầng khí độc này, sẽ bị tổn thương. Cho dù là man thú bay tông sư cảnh, cũng không kiên trì được một khắc, thất khiếu sẽ chảy máu tử vong. Đại Dược Vương giải thích. Cho nên, đoạn đường này chỉ có thể đi bộ, không có cách nào cưỡi man thú bay. Cũng bởi vì như thế, độc điện có thể sừng sững ở Hồng Liên núi này nhiều năm như vậy, không bị những chiến sĩ tự xưng là chính nghĩa tàn sát. Độc điện điều chế độc dược bán ra, u ám khủng khiếp, khó lòng phòng bị, chung quy đắc tội không ít người. Nó đứng sừng sững mấy nghìn năm không đổ, phía sau có tổng bộ cường đại ủng hộ chỉ là một phần. Quan trọng hơn chính là những khí độc cùng với vị trí bí ẩn. Tìm cũng không tìm được, cho dù tìm được, không có cách nào cưỡi man thú bay, tiến quân thần tốc, lại không tạo thành uy hiếp. Quả thực lợi hại. Trương Huyền gật đầu. Thảo nào rất nhiều người không tìm được độc điện, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Có những khí độc làm che chắn, cho dù biết, sợ rằng cũng không có ai tiến tới. Mấy thứ này, không chỉ lơ lửng ở trên trời, còn có một phần liên kết thật chặt với mặt đất. Nếu không phải Đại Dược Vương biết đường tắt, sớm lẩn tránh, sợ rằng hai người đã trúng kịch độc từ lâu. Có thể nói, không có ai dẫn đường, muốn tìm được, gần như không có khả năng. Trước đó đã nghe nói, người một mình tìm kiếm độc điện, cơ bản đều có không thấy đi ra. Hiện tại xem ra, quả thực như vậy. May mà có Mạc Vũ dẫn đường tìm được Đại Dược Vương, không có một mình chạy tới. Nếu không, cho dù chân khí thiên đạo có thể xua đuổi một ít khí độc, chúng nhiều, cũng rất phiền phức. Còn cách độc điện xa lắm không? Nhìn về phía trước, chỉ thấy sơn mạch vẫn nối liền, không nhìn thấy được điểm cuối, ngay cả bóng dáng một kiến trúc cũng không có, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Đã đi 5 ngày, vẫn chưa đi đến, cái độc điện này khó tránh khỏi quá xa đi. Lập tức đến rồi, ở phía trước. Đại Dược Vương chỉ về phía trước. Phía trước. Trương Huyền kỳ quái. Phía trước ngoại trừ nham thạch trơ trụi, cái gì cũng không có. Lấy đâu ra độc điện? Đi theo ta. Đại Dược Vương mỉm cười, đi về phía trước, vòng qua một nham thạch lớn, và một sườn núi nhỏ, một sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Cúi đầu vừa nhìn về phía sơn cốc, gương mặt Trương Huyền lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một tòa thành trì thật to sừng sững trong đó. Căn cứ địa thế xây dựng thành trì, kiến trúc cổ xưa trong đó có chút tương tự với Hồng Liên Thành. Vừa nhìn liền biết đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đây là độc điện. Thành trấn của độc điện này so với thú đường trước đó cũng hoàn toàn không yếu hơn. Các loại kiến trúc màu xanh nhạt liên tiếp, vây quanh ở trong dãy núi màu đỏ thẫm, giống như một bức tranh tươi đẹp. Có người nói thời điểm xây dựng độc điện, đặc biệt mời đại sư trận pháp, lấy sơn mạch làm cờ trận, bố trí một trận pháp che giấu. Không tìm được đường đi, cho dù đứng ở trước mặt, cũng không nhìn thấy được. Đại Dược Vương nói. Trương Huyền gật đầu. Đúng là như thế. Vừa rồi hắn đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, chỉ thấy sơn mạch nối liền, bóng quỷ cũng không phát hiện. Nhưng vòng qua mấy tảng đá và một sườn núi nhỏ, thành thị khổng lồ như vậy lại ở trước mắt, nếu như nói không có trận pháp che giấu, hắn cũng không tin. Bạch Y Sư, trước mặt chính là độc điện, chúng ta lẽ nào lại trực tiếp đi vào như vậy? Đại Dược Vương hỏi lần nữa. Nhớ lại suy nghĩ của đối phương, hắn đã cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nói thật, quả thực ai cũng chưa thấy qua đặc sứ độc điện. Nhưng, một khi bị phát hiện là không phải, chết cũng không biết chết như thế nào. Ừ, thân phận của ta bây giờ là y sư, có thể có người đã nhìn thấy. Phải thay đổi một chút. Dáng vẻ của Trương Huyền hiện tại vẫn là bạch thiềm. Độc điện cũng không có thiếu độc sư đi du lịch xung quanh, có thể đã từng thấy qua. Vẫn cẩn thận một ít thì thỏa đáng hơn. Tinh thần thoáng động, thuật ngụy trang thi triển ra. Xương cốt cơ bắp toàn thân, rắc rắc vang dội. Toàn thân hắn bất kể diện mạo hay chiều cao đều có sự biến hóa. Khi nhìn lại, là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi. Mặc vào một trang phục quần xanh, áo màu xám cho sớm chuẩn bị, lúc này Trương Huyền giống như là đổi thành một người khác. So với Bạch Thiềm vừa rồi, thậm chí chính mình, không có một chút tương đồng nào. Đừng nói Đại Dược Vương, cho dù đám người Triệu Nhã qua, khẳng định cũng đoán không được, người trước mắt này chính là lão sư của bọn họ. Ngụy trang người đã gặp qua không quá dễ dàng, mà ngụy trang thành một người chưa bao giờ xuất hiện qua, vẫn rất đơn giản. Đây là thuật ngụy trang.
thân thể Đại Dược Vương run lên. Chiêu thức ấy của Trương Huyền, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thảo nào vị bạch y sư trước mắt này dám giả mạo đặc sứ, hóa ra có cái này làm chỗ dựa. Chỉ là, người ngụy trang một chút, người khác không nhận ra, không tìm được. Vậy ta thì làm sao bây giờ? Ta lại là Đại Dược Vương Hồng Liên Thành, hòa thượng chạy trốn, miếu lại không chạy được. Dẫn một giả đặc sứ qua, một khi bị phát hiện, cho dù trốn, cũng nhất định sẽ bị bắt trở lại, tháo thành tám mảnh, lập tức bị chặt thành thịt vụn. Ban đầu còn tưởng rằng hai người cùng tiến cùng lùi, tới lúc này mới biết, đối phương ngay cả mặt mũi thật cũng không hề lộ ra. Cho dù điều tra, cũng không điều tra ra được. Bất kể nói thế nào, hãm hại cũng chính là hắn. Hiểu rõ những điều này, vẻ mặt Đại Dược Vương vặn vẹo, khóc không ra nước mắt. Chương 408, tiến vào độc điện 2. Yên tâm đi, một lát nữa đến độc điện, ngươi có thể sớm tuyên bố, nói là ta tìm đến chỗ ngươi, tự xưng là đặc sứ. Ngươi không xác định được, mới dẫn qua, như vậy cùng ngươi sẽ không có quan hệ gì. Về phần khế ước cổ trên người ngươi, cũng có thể nói là ta để cho ngươi dẫn đường, ra tay giải quyết được. Nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trương Huyền nói. Chuyện này, sắc mặt Đại Dược Vương đỏ lên. Không nghĩ tới đối phương đã thay hắn nghĩ xong đường lui. Buồn cười hắn còn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Không thể không nói, đề nghị này, thật sự từ chối hay nhất. Hắn không phải là người của độc điện, không nhận ra đặc sứ là bình thường. Nếu như mắt các người cũng vụng về, không nhận ra, cho dù sau đó muốn trách tội cũng không trách tội được. Lại nói, chuyện Đại Dược Vương và điện chủ ký kết khế ước cổ, tuy là cơ mật, bên trong độc điện vẫn có người biết. Hiện tại điện chủ chết, hắn vẫn vui vẻ, không có một lời giải thích, ai cũng sẽ nghi ngờ. Một câu nói, giải quyết tai họa ngầm cho hắn, có thể khiến cho người khác không nghi ngờ, không còn dám động tới hắn. Thực sự một mũi tên trúng ba con nhạn. Chỉ có điều, nếu như ta nói vậy, bọn họ nhất định sẽ phát sinh nghi ngờ đối với ngươi. Đại Dược Vương có chút do dự, hỏi. Không biết Bạch Y Sư biết đối với độc sư bao nhiêu? Nói như vậy, mình thì an toàn, nhưng vị Bạch Y Sư này sẽ rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn. Người của độc điện tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp sát hạch. Nếu như hiểu biết của hắn đối với độc sư rất nhiều còn tốt. Nếu chút có bất chắc, cũng rất dễ dàng lộ ra. Nửa tháng trước mới nghe nói tới chức nghiệp này, trước đó chưa từng nghe qua. Trương Huyền nói, nửa tháng trước, mới nghe nói. Mí mắt Đại Dược Vương giật một cái, thiếu chút nữa thì máu tươi phun ra. Đại ca, ngươi lừa ta sao? Nửa tháng trước mới nghe nói, ngay cả độc sư là cái gì cũng không biết, lại dám giả mạo đặc sứ. Đúng vậy, giả mạo đặc sứ, ngay cả huy hiệu đại biểu thân phận. Lệnh bài thân phận của tổng bộ cũng không có. Muốn nhận được sự tín nhiệm của đối phương, nhất định phải biểu diễn kỹ xảo sử dụng độc. Cái gì cũng không sẽ, cái gì cũng không hiểu. Thấy đối phương đáp ứng đương nhiên, hoàn toàn không có chút sợ hãi, Đại Dược Vương chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi tích lại ở ngực, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Nếu như người có lệnh bài thân phận của tổng bộ, huy hiệu độc sư cấp bậc cao, giả mạo đặc sứ, người khác sẽ tin tưởng. Không quá những cái này, có thủ đoạn sử dụng độc xác thực, cũng có thể làm cho người ta tin phục. Nửa tháng trước mới nghe nói độc sư, cái gì ý cũng không biết, cũng đều không hiểu, lại dám giả mạo, rốt cuộc là tâm lớn, hay không biết nguy hiểm. Đây không phải là qua gặp gia gia, một khi để cho đối phương phát hiện ngươi là giả, thật sự sẽ giết chết. Không sao, đến lúc đó xem tình hình rồi hành sự là được. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền khoát tay áo. Được. Đã đi tới nơi này, suy nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đi xuống đi. Tuy rằng hắn không biết gì đối với độc sư, nhưng có thiên đạo đồ thư quán, ngay cả danh sư cũng có thể ngụy trang, giả vờ một độc sư lợi hại hơn một chút, cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy được vẻ mặt đối phương không quan tâm, Đại Dược Vương lộ ra vẻ mặt chán nản. Chút lòng tin vừa sinh ra, lại tiêu tan thành mây khói. Thật không biết người trước mắt này đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy. Chỉ có điều, việc đã đến nước này, hắn đã không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi bước nào tính bước ấy. Dọc theo thông đạo của Sơn Cốc đi xuống, thời gian không lâu bọn họ đã đi tới thành trì trước mặt. Người nào, dám tự ý xông tới độc điện? Còn chưa có đi vào cửa thành, liền nghe được một tiếng hét lớn. Mấy người trung niên thân mặc áo bào đen chui ra, ánh mắt của mỗi một người lạnh lùng, giống như con chim ưng, con cú. Chu độc sư,
Liễu độc sư, các vị, là ta. Bước lên trước, Đại Dược Vương vội vàng nói. A, hóa ra là Đại Dược Vương. Ngươi không đợi ở Hồng Liên Thành, chạy tới đây làm cái gì? Người trung niên được gọi là Chu độc sư híp mắt lại một cái. Loại tình huống hiện tại như vậy, người khác trốn cũng không kịp, chính ngươi lại muốn xông tới. Có đúng là chán sống rồi hay không? Liễu độc sư cũng hừ một tiếng nói. Độc điện hỗn loạn, người người cảm thấy bất an. Lúc này hắn qua, tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Hai người này trước đó có quen biết cùng Đại Dược Vương, bình thường cũng thu được không ít lợi ích, tất nhiên cũng nói giúp hắn. Ta tìm đến ba vị phó điện chủ. Biết đối phương là có lòng tốt, Đại Dược Vương đang muốn nói rõ ý đồ đến, đã thấy một độc sư đi tới trước mặt Trương Huyền. Người này là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết không có sự đồng ý, lại tùy tiện dẫn người qua, là tử tội sao? Nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt vị độc sư này mang theo sát cơ nồng đậm mạnh mẽ. Người ngoài, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, chỉ có điều, có thể chết ở trên độc dược do ta mới nghiên cứu chế tạo ra, cũng coi như là vinh hạnh. Hãy khoan đã, vị này chính là... Thấy hắn lập tức động thủ, Đại Dược Vương biến sắc, đang muốn nói ra hắn là đặc sứ. Đã thấy, Bạch Y Sư, trước mắt, bàn chân vừa nhấc lên, một cước đạp tới. Độc sư muốn giết hắn, còn không có kịp phản ứng, lại bay ngược ra, thân thể nặng nề đập vào trên tường thành, giống như một vòi máu tươi điên cuồng phun ra, cái cổ lệch sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Làm càn. Không vừa nghĩ tới người này tự ý xông tới độc điện, dám động thủ đối với bọn họ, tất cả đám người Chu độc sư, Liễu độc sư đều sửng sốt. Ngay lập tức bọn họ liền nổi giận, đồng loạt bao vây xung quanh hai người, đằng đằng sát khí. Kết thúc rồi. Không có huy hiệu đại biểu thân phận, không hiểu về độc sư, Đại Dược Vương nghĩ, tốt nhất có thể giấu mình chút, nhận được sự tin tưởng phục tùng của người khác, sau đó sẽ nghĩ tới biện pháp khác. Người này thì hay rồi, vừa đến lại đánh người. Đại ca, người thực sự chê chúng ta chết không đủ nhanh sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân thể thoáng lảo đảo một cái. Đại Dược Vương chỉ cảm thấy nước mắt lại cũng không khống chế được. Trời ạ, người khác có bằng hữu giống như thần trong đội. Ta đây là một, người bẫy chết người không đền mạng. Chương 409, Kim lệnh độc tâm, 1. Bảo tất cả phó điện chủ, trưởng lão của các ngươi đi ra gặp ta. Bị rất nhiều độc sư vây quanh, trên mặt Trương Huyền không có chút biến hóa nào, giống như căn bản không phát hiện. Hàm dưới thoáng nâng lên, hắn chắp hai tay ở sau lưng, thần sắc lạnh lùng thản nhiên. Muốn gặp phó điện chủ của chúng ta, trưởng lão, ngươi tính là thứ gì? Không nghĩ tới người này ra tay đối với bạn đồng hành của bọn họ, hoàn toàn không có chút khiếp sợ, còn muốn gặp phó điện chủ, trưởng lão, sắc mặt Chu độc sư dữ tợn. Dám ở độc điện đả thương người, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hắn hử lạnh một tiếng, đang định ra tay giáo huấn người không biết trời cao đất rộng này một chút. Hắn lại cảm thấy trước mắt chợt hoa lên. Vù! Bóng người lóe lên. Một bàn tay đã nắm cổ hắn, nhấc hắn lên. Ngươi, ngươi! Chu độc sư run rẩy. Lúc này hắn mới phát hiện, người trung niên trước đó đứng cách hắn 10 thước có thừa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt. Sắc mặt hắn trắng bệch, hàm răng cắn chặt. Thả ta ra, nếu không, ngày hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi đây. Nơi này là độc điện, không phải là địa phương ngươi dương oai. Đám người Liễu độc sư cũng không nghĩ tới người đi cùng Đại Dược Vương lại ngông cuồng như thế. Một lời không hợp lại động thủ, tất cả đều hét lớn một tiếng. Độc điện, tuy rằng trốn ở thế ngoại, khiến người ta không tìm được, nhưng thật sự là nơi khiến cho không ít thế lực đều kinh hồn bạt vía. Một người ngoài xông vào giết người, ai cho hắn lá gan này? Mọi người rít gào, Trương Huyền lại mặc kệ, trên mặt hắn hoàn toàn không có chút biểu tình, một tay nắm cổ Chu độc sư, cái tay còn lại trực tiếp đánh tới. Bốp 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 bốp, liên tục 4 tiếng rõ ràng lọt vào tai, gương mặt Chu độc sư lập tức sưng đỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi, hàm răng rơi xuống đầy đất. Đây là giáo huấn ngươi, vừa rồi bất kính đối với ta. Tát xong, hắn tiện tay ném người này xuống đất, lại chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ đứng, mang theo khí phách liếc mắt nhìn thiên hạ. Mặt khác, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên chọc ta tức giận. Bằng không ta không ngại giơ tay lên tiêu diệt phân bộ vô dụng này của các ngươi. Giơ tay lên tiêu diệt đi. Đại Dược Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiêu diệt đi phân bộ. Bạch Y Sư, người biết độc điện có bao nhiêu vị cường giả tông sư không?
với thực lực của hai chúng ta, thật sự muốn động thủ, có khả năng ngay cả mặt trưởng lão cũng không thấy, đã bị đánh chết. Đối phương còn không cần sử dụng độc. Tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng hiểu rõ dụng ý của hắn. Nếu ngụy trang đặc sứ, tất nhiên phải có dáng vẻ của đặc sứ. Đường đường cao thủ từ tổng bộ tới, nếu như bị mấy độc sư khi dễ một trận, không dám phản kháng, phía sau nói dễ nghe mấy đi nữa, khẳng định cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Cho nên, quan trọng nhất chính là lập uy. Khiến cho tất cả mọi người của độc điện biết, đặc sứ tới. Làm như vậy, là có thể khiến người ta nhanh chóng nhận định thân phận của hắn. Nhưng, nếu chẳng may lộ ra, sẽ chết càng thảm hại hơn. Đại Dược Vương chỉ cảm thấy hai chân có chút run rẩy, có chút đứng không được. Trở thành bá chủ một phương, hắn cũng coi như nhìn qua việc đời. Nhưng vừa nghĩ tới thủ đoạn của độc điện đối phó với người, hắn liền không nhịn được lưng đổ mồ hôi, cũng bình tĩnh không nổi. Ngươi! Quả nhiên, nghe nói như thế, đám người Liễu độc sư có ngốc đi nữa cũng ý thức được người trước mắt này có khả năng không đơn giản. Bằng không hắn tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Bọn họ có chút do dự, không nhịn được hỏi. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào? Trương Huyền yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không nói lời nào, giống như đang nói, bọn họ là những tiểu lâu la, căn bản không đáng để hắn mở miệng. Nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, Đại Dược Vương không thể làm gì khác hơn là bước lên trước, cố gắng hết mức ổn định hít thở. Vị này chính là, đặc sứ do tổng bộ phái tới. Đặc sứ, đám người Liễu độc sư biến sắc. Độc điện nội chiến, bọn họ biết tổng bộ có thể sẽ phái người qua. Chỉ là không nghĩ tới, người thật sự tới. Thảo nào giọng điệu lớn lối như vậy, không quan tâm, một lời không hợp lại ra tay độc ác. Nếu quả thật là đặc sứ, tuyệt đối có bản lĩnh này. Nếu là đặc sứ, có thể có kim lệnh độc tâm của tổng bộ không? Ổn định hơi thở, Liễu độc sư bước lên trước. Kim lệnh độc tâm, lệnh bài thân phận đặc biệt của đặc sứ do tổng bộ phái ra. Có thứ này, mới có thể được thừa nhận, giống như thượng phương bảo kiếm của Khâm Sai đại thần. Đại biểu cho tổng bộ, đại biểu cho quyền lợi vô thượng. Nghe được câu hỏi này, Đại Dược Vương không kìm lòng được, siết chặt nắm đấm. Vị bạch y sư trước mắt này là giả mạo, làm gì có cái kim lệnh độc tâm gì. Mà nếu quả không lấy ra được, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trong lòng suy nghĩ vài loại cách nói, ví dụ như, đi trên đường làm mất, không mang theo. Cẩn thận chân nhắc một chút, cũng cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Đường đường, à đặc sứ của độc điện, làm mất kim lệnh độc tâm, giống như Khâm Sai ném đi thượng phương bảo kiếm, không phải đâm đầu vào chỗ chết là cái gì. Cho dù là người ngu đi nữa, cũng nhất định sẽ cảm thấy không có khả năng. Hắn không kìm lòng được, nhìn qua, muốn xem thử vị bạch y sư này đến cùng sẽ giải quyết như thế nào. Hắn đang lo lắng khó có thể trả lời, lại thấy người này híp mắt lại, một khí tức khiến cho người ta hoảng sợ đè ép mọi người khó có thể hít thở phát ra. Ngươi tính là thứ gì? Trương Huyền hừ lạnh, khuôn mặt trầm xuống. Bảo phó điện chủ, trưởng lão của các ngươi qua. Ta! Sắc mặt Liễu độc sư một chút nghẹn đỏ lên. Trở thành độc sư chính thức, hắn đi tới bất kỳ chỗ nào, cũng là tồn tại được người ta kính nể, e sợ. Lần đầu tiên có người mắng hắn là thứ gì? Chỉ có điều, hắn cũng biết, nếu quả thật đối phương là đặc sứ, sợ rằng ít nhất là vị độc sư tứ tinh. Ở trước mặt người như thế, mình quả thực cái gì cũng không tính. Đã xảy ra chuyện gì? Lại ở trong bầu không khí nặng nề, Liễu độc sư đang rầu rĩ có nên đi nói cho đám người phó điện chủ biết hay không, chợt một tiếng hử lạnh vang lên. Vị lão nhân đi nhanh tới. Hắc đồng trưởng lão. Chương 410, Kim lệnh độc tâm 2. Nhìn thấy người này, Liễu độc sư vội vàng ôm quyền. Người vừa tới này chính là tứ trưởng lão của độc điện, Hắc đồng. Mắt của vị tứ trưởng lão này không có tròng trắng, tất cả đều là màu đen, từ phía xa nhìn lại, khiến người ta có một loại cảm giác khủng khiếp. Có người nói trước đây, thời điểm hắn điều chế độc dược, độc cho mắt thành như vậy. Sau đó, hắn còn lấy tên là Hắc Đồng, tên ban đầu, ngược lại không ai nhớ kỹ. Tuy rằng không ai nhớ kỹ, nhưng tất cả mọi người của độc điện biết, vị Hắc Đồng trưởng lão này chịu trách nhiệm hình pháp, là người vô cùng tàn nhẫn, cũng rất vô tình. Ban đầu, nhìn thấy vị trưởng lão này, tất cả mọi người đều sợ, hận không thể mọc thêm mấy cái chân, lập tức rời đi. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy giống như gánh nặng trong lòng liền được rời ra, tìm được người tâm phúc. Hồi bẩm Hắc Đồng trưởng lão, vị, tiền bối này là do Đại Dược Vương dẫn đến, nói là đặc sứ do tổng bộ phái tới.
bước lên trước, Liễu Độc Sư vội vàng giải thích. Đặc sứ. Hắc Đồng trưởng lão nhíu lông mày lại một cái, nhìn về phía người trung niên trước mắt. Biết đối phương nhìn qua, Trương Huyền vẫn không thêm để ý tới, thần sắc thản nhiên. Phái sứ của Tổng Bộ có 4 vị hồng, bạch, kim, thanh. Không biết, các hạ là vị nào? Có chút do dự, Hắc Đồng ôm quyền, hỏi. Thân là trưởng lão, hắn có quyền lợi biết về đặc sứ, không lỗ mãng giống như đám người Chu Độc Sư. Trước hết lỏ thái độ chỉnh tề. Hồng, bạch, kim, thanh, đặc sứ còn phân cấp bậc. Trong lòng Đại Dược Vương có chút hồi hộp. Hắn chỉ biết là Độc Điện có đặc sứ, cũng không biết còn phân cấp bậc. Vị bạch y sư trước mắt này tất nhiên càng không biết. Chỉ có điều, cái này cũng có thể là cạm bẫy do Lục trưởng lão cố ý đào ra. Nếu chẳng may chỉ là thử, tùy tiện nói ra một cấp bậc, chẳng khác nào rơi vào trong hố, chết cũng không biết chết như thế nào. Tâm tình hắn khẩn trương, lại nhìn qua. Sớm biết rằng giả mạo đặc sứ, sẽ rất khẩn trương. Chỉ là nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, lại khẩn trương như vậy. Trái tim có chút không tốt, sợ rằng sẽ bị hù chết tươi. Ngươi là điện chủ của phân bộ này. Không để ý tới sự khẩn trương của Đại Dược Vương, cũng không để ý tới câu hỏi của đối phương, mí mắt Trương Huyền nâng lên. Ta, không phải. Hắc Đồng trưởng lão sửng sốt. Ta chỉ là tứ trưởng lão. Không phải, ai cho ngươi tư cách ở chỗ này nói thừa. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Ta, Hắc Đồng trưởng lão hết lời. Có phải mỗi lần đặc sứ tới tính tình đều quá tốt, cho các ngươi tâm lý được nuông chiều hay không? Tổng bộ phái ta qua, còn cần ngươi tới hỏi sao? Vung ống tay áo, sắc mặt Trương Huyền lạnh như băng. Một phân bộ độc sư nho nhỏ, không ngờ hỏi này hỏi kia. Đúng là chó lớn gan. Ta, Hắc Đồng trưởng lão hít thở dồn dập, đôi mắt đen giống như nổi lên gió bão. Một lát sau, hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Tại hạ không dám, vậy để tại hạ đi ngay gọi đám người phó điện chủ và đại trưởng lão tới, nghênh đón đặc sứ. Nói xong hắn xoay người đi về phía sau. Hắc Đồng trưởng lão, nhìn thấy được tứ trưởng lão Thiết Diện Vô Tư, luôn luôn lạnh lùng tàn khốc, ở trước mặt mọi người bị mắng chửi, một câu không dám nói, xoay người rời đi, đám người Chu Độc Sư, Liễu Độc Sư đồng thời run lên. Khi bọn họ lại nhìn về phía Trương Huyền trước mắt, lộ ra sự kính nể, e sợ nồng đậm. Ừ, nhìn thấy được biểu tình những người này biến hóa, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm ngụy trang danh sư, hắn biết muốn thành công, không bị nghi ngờ, đầu tiên phải có khí thế. Bằng không, đối phương tới gần, sẽ vô cùng bị động. Đứng tại chỗ, đợi một hồi, đám người Liễu Độc Sư lại bị khí tức áp chế nặng nề, không có cách nào nói nổi, đã thấy mấy người đi nhanh tới. Chính là ba vị phó điện chủ và đám người đại trưởng lão. Lão điện chủ tổng cộng thu 3 vị đệ tử, cũng chính là 3 vị phó điện chủ này. Bọn họ đều có thực lực tông sư đỉnh phong và trình độ độc sư nhị tinh. 3 người ở độc điện nhiều năm, phía sau đều có người lựa chọn ủng hộ mình, cũng có thủ đoạn của mỗi người. Trên cơ bản có thể nói, thế lực ngang nhau. Chính vì vậy, mới càng đấu tới khó bỏ khó phân. Vị trí điện chủ, trước sau không có cách nào thực sự quyết định ra. Không biết đặc sứ giá lâm, không tiếp đón từ xa. Thật sự xin lỗi. Một người trung niên mặc y phục màu xanh đi nhanh tiến lên nghênh đón. Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, liền biết vị này chính là phó điện chủ đầu tiên, Liêu Huân. Đối với đặc sứ tổng bộ, hắn biết không nhiều lắm. Nhưng đối với mấy vị phó điện chủ này, Đại Dược Vương vẫn biết rất kỹ càng tỉ mỉ. Trên đường đến đây, hắn đã nói tỉ mỉ rõ ràng đặc điểm của mỗi người. Liêu Huân, độc sư nhị tinh đỉnh phong. Tồn tại có khả năng thăng cấp thành độc sư tam tinh nhất, làm việc thâm độc hiểm ác, khẩu Phật tâm xà. Đừng thấy hắn cười cao hứng, chuẩn bị không tốt lại hại chết ngươi. Điển hình của nham hiểm. Nhìn hắn đi tới, hai người trung niên cũng lập tức đi ra, đồng thời khom người. Diện chủ phân điện phó Hồng Liên Diêu Thanh, Cát Kiêu ra mắt đặc sứ. Trương Huyền khẽ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Không biết đặc sứ xưng hô như thế nào? Có tiện cho tại hạ nhìn kim lệnh độc tâm hay không? Tại hạ không phải nghi ngờ thân phận của đặc sứ. Đây là quy định do tổng bộ lưu lại. Đặc sứ phải có lệnh phù đại biểu thân phận, chúng ta mới có thể bàn bạc. Ba vị phó điện chủ và mấy trưởng lão nắm thực quyền trong tay đều đi tới trước mặt. Hai bên gặp mặt, phó điện chủ đứng đầu Liêu Huân khẽ cười, nhìn lại. Muốn xem kim lệnh độc tâm, cũng không phải là không thể được. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên nhìn qua,
giọng điệu không chút dao động sợ hãi. Chỉ là, người đủ tư cách sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 411, lại tới một người, một. Đang nghĩ vị bạch y sư này đối mặt với ba vị phó điện chủ, tất cả trưởng lão, sẽ ứng phó như thế nào, lại nghe được câu này, Đại Dược Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Kim lệnh độc tâm đại biểu thân phận, đặc sứ đi tới nơi này, đối phương kiểm tra, lại yêu cầu vô cùng bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Một câu đủ tư cách sao? Hiện tại điện chủ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có ba vị phó điện chủ và tất cả trưởng lão. Bọn họ không đủ tư cách, vậy ai đủ? Cho dù đặc sứ có thân phận cao quý, kiêu ngạo cũng phải có một giới hạn. Lớn lối như vậy, rất dễ dàng bị đánh chết. Đặc sứ nói đùa. Quả nhiên, nghe nói như thế, gương mặt phó điện chủ Lưu Huân mới vừa rồi còn tươi cười ôn hòa, hiện tại trở nên khó coi. Ta là phó điện chủ thứ nhất của Hồng Liên phân bộ. Hiện tại điện chủ không còn, là chức vị cao nhất. Ta tự nhiên có tư cách. Điện chủ các ngươi bỏ mình, chuyện này ta đã biết. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này, chính là xử lý việc điện chủ mới nhậm chức. Bằng không loại địa phương thâm sơn cùng cốc này, ta làm sao có thể tới. Trước khi chưa xác lập điện chủ mới, tất cả mọi người thân phận đều giống nhau. Nếu quả thật muốn có tư cách, không cần cùng ta nói các ngươi đảm nhiệm cái gì. Mà là, lấy ra khả năng khống chế đối với độc, lý giải của các ngươi đối với độc. Trương Huyền vung tay áo một cái, ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Độc điện ta cần, chính là độc sư có bản lĩnh, không phải là tài năng tầm thường. Khống chế đối với độc. Lưu Huân sửng sốt. Đặc sứ đây là muốn sát hạch chúng ta. Không sai, ta không có thời gian tiêu hao cùng các ngươi, cũng lười tốn giấy mực. Độc sư, vẫn phải lấy độc mạnh yếu, tới kết luận thực lực. Các ngươi điều phối độc dược, ta ở bên cạnh quan sát. Ai có thể điều chế qua loại độc ta chưa từng thấy, hoặc nói ra lý luận ta chưa từng nghe qua, sẽ có tư cách xem kim lệnh độc tâm của ta, trở thành người đảm nhiệm điện chủ tiếp theo. Trương Huyền mặt không thay đổi nhìn qua. Bằng không, cùng với giao độc điện cho gối thêu hoa, còn không bằng để cho nó tự sinh tự diệt. Vâng. Nghe hắn trực tiếp nói như vậy, mọi người nhìn nhau, đầy nghiêm trọng. Trước đây đặc sứ qua, cơ bản đều ăn uống cướp đoạt, đòi hỏi. Chỉ cần phục vụ thư thái, yêu cầu cũng có thể thỏa mãn. Hiện tại xem ra, những thủ đoạn này ở trước mặt đặc sứ này không tiện sử dụng. Vị trước mắt này vừa đến lại ra oai phủ đầu, cho ra phạm vi, muốn thượng vị dựa vào thực lực. Không thực lực, lại đừng lôi kéo vô dụng. Không hổ danh là người có thể giải quyết khế ước cổ, lợi hại. Nghe được, bạch y sư, nói một câu liền hóa giải nguy cơ, đại dược vương thở phào nhẹ nhõm, bội phục muốn quỳ rạp. Vị bạch y sư này không chỉ y thuật cao minh, khống chế đối với lòng người, cũng tinh chuẩn ngoài dự đoán của mọi người. Biết ba vị điện chủ đều đang mơ ước vị trí điện chủ, lợi dụng điều này làm mồi dụ. Bọn họ vốn đang tranh chấp khó bỏ khó phân, ai cũng không phục ai. Hiện tại quy định ra điều lệ, tự nhiên lập tức tuân thủ. Cho dù đối với thân phận của hắn có hoài nghi, cũng không có khả năng kiểm nghiệm lúc này. Trừ khi, ngươi không có bản lĩnh, không có cách nào phục chúng. Chỉ một câu nói chuyển đầu mâu rơi xuống trên người mình tới trên người của ba vị điện chủ, khiến cho bọn họ tranh tới ngươi chết ta sống. Quả thực lợi hại. Chỉ có điều. Muốn sát hạch ba người, bản thân cũng phải hiểu sử dụng độc mới được. Ngươi ngay cả độc sư là cái gì cũng chưa từng biết rõ ràng, làm thế nào sát hạch. Nếu như ba vị điện chủ thật sự điều chế độc dược, ngươi đều không nhận ra, cho dù không cần kiểm nghiệm kim lệnh độc tâm, cũng sẽ lập tức bị lộ. Nghĩ vậy. Gương mặt đại dược vương lại biến thành trái mướp đắng. Người khác chơi chính là chống ngực đập dồn đập, hắn đây là liều mạng. Quy định ra điều lệ, mọi người liền không chờ đợi ở ngoài thành nữa. Mấy vị phó điện chủ dưới sự dẫn được, rất nhanh đi tới một ngôi đại điện rất rộng lớn khí thế. Đặc sứ, sát hạch thế nào, vẫn mong lập ra một điều lệ. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lưu Huân phó điện chủ nói. Rất đơn giản, chỉ có hai cửa ải. Đầu tiên, từng người thi triển ra bản lĩnh điều chế dược. Độc dược cấp bậc cao hơn thắng. Thứ hai, điều chế dược vật mình nghiên cứu chế tạo ra. Ai điều chế ra loại độc tính cao nhất, ngay cả ta cũng không có cách nào nhận ra, cũng thắng lợi. Trương Huyền thản nhiên nói. Nghe được nội dung, ba phó điện chủ đồng thời gật đầu. Độc sư giống như luyện đan sư, chế biến độc dược cấp bậc cao, cấp bậc bản thân tất nhiên cũng lại cao.
bản thân nghiên cứu chế tạo thuốc lợi hại, lại nói rõ sau này có thể đi xa hơn. Hai sát hạch, một kiểm tra đo lường thực lực, một kiểm tra đo lường thiên phú. Nếu như đều có thể làm ra loại xuất sắc, lên làm điện chủ, cũng không có gì nghỉ. Được, cho các ngươi thời gian 2 canh giờ để chuẩn bị. Tùy ý khoát tay áo, Trương Huyền đứng dậy. Tàng thư khố của các ngươi ở chỗ nào? Lần này qua, ta còn nhận lệnh của Tổng bộ, muốn tìm một quyển sách. Tìm kiếm sách. Vẻ mặt mọi người nghi ngờ. Chỉ có điều nghe được là mệnh lệnh của Tổng bộ, có chút do dự, nhưng vẫn không có hỏi ra. Đặc sứ, tàng thư khố lại ở bên đó. Ta sẽ phái người dẫn ngài đi qua. Liêu Huân vội hỏi. Không cần, ta tự mình đi là được. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút cho sát hạch tiếp theo. Liên quan tới vị trí điện chủ, hy vọng có thể cho ta một đáp án thỏa đáng, cũng tiện trở về ăn nói. Trương Huyền đặt một bàn tay ra sau lưng. Vâng. Đám người Liêu Huân gật đầu. Không tiếp tục để ý tới mọi người, Trương Huyền đi nhanh về phía tàng thư khố. Độc điện của Hồng Liên Sơn Mạch sừng sững mấy nghìn năm. Sách chứa trong đó, số lượng vô cùng phong phú. Tuy rằng kém hơn so với tàng thư khố của Thiên Huyền Vương Quốc, so với thú đường trước đó, cũng không quá nhiều. Tiến vào trong đó, lập tức nhìn thấy được vô số sách trưng bày ở trên giá sách, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Có thẻ tre, đóng buộc chỉ, thậm chí khác ở trên các loại gốm sứ, xương thú. Bởi vì không trải qua chiến tranh, những sách này đều được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Không nghĩ tới dễ dàng tiến vào như vậy. Thấy không ai theo ở phía sau, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tới độc điện, mục đích của hắn chính là vì xem những sách này. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều phiền phức, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Thật ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, người của độc điện đối với thân phận đặc sứ này của hắn tuy rằng có hoài nghi, lại cũng không dám nghi vấn quá mức lộ liễu. Dù sao, nếu như là sự thật, đại biểu ý tứ của Tổng bộ. Xé rách ra mặt, toàn bộ phân bộ cũng có thể bởi vậy thành xong đời. Nếu như là giả, chỉ cần không trốn đi, sớm hay muộn đều có biện pháp vạch trần. Tạm thời không cần quan tâm nhiều như vậy. Xem xong sách, giải quyết xong khí độc trong người, lại nói tiếp. Khí độc trong cơ thể hắn, tuy rằng bị chân khí thiên đạo áp chế, tạm thời không có cách nào chuyển động. Nhưng hắn biết, một khi cắn trả, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nếu không phải là bởi vì loại sinh tồn này chèn ép, hắn cũng không có khả năng phải mạo hiểm tới nơi này. Hiện tại thuận lợi đi tới độc điện, đồng thời quang minh chính đại tiến vào tàng thư khố, phải tận dụng thời gian. Tuy rằng mấy phó điện chủ bị mình hù dọa, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, sẽ không kịp phản ứng, trở mặt bất cứ lúc nào. Sách tuy nhiều, nhưng hắn có phương pháp đọc sách chạy nhanh, mới. Khoảng 1 canh giờ là có thể xem xong, thời gian cũng đủ. Bắt đầu đi. Thở ra một hơi, Trương Huyền tập trung tinh thần, bàn tay đặt ở trên hàng giá sách thứ nhất, lại chạy nhanh. Chương 412, lại tới một người, 2. Phó điện chủ. Người nói đặc sứ này, có phải là thật hay không? Bên trong gian phòng, Liêu Huân ngồi ở chỗ ngồi. Hắc đồng trưởng lão ngồi đối diện, không nhịn được nói. Người người đều biết Hắc đồng trưởng lão là Thiết Diện Vô Tư, trên thực tế lại không biết, hắn thật ra là người của phó điện chủ Liêu Huân. Không thấy được kim lệnh độc tâm, ta cũng không có cách nào xác nhận. Liêu Huân có chút do dự, nói. Chỉ có điều, độc điện tuy rằng lâu không xuất thế, uy danh vẫn còn. Nói vậy cũng không ai dám cả gan làm loạn chạy tới đâm đầu vào chỗ chết. Đây ngược lại cũng phải. Hắc đồng trưởng lão gật đầu. Tuy rằng độc điện ẩn cư thế ngoại, không có nghĩa là có thể để cho người tùy tiện khi dễ. Giả mạo đặc sứ qua, trừ khi thật sự không muốn sống. Hơn nữa, bất kể làm chuyện gì, cũng phải có mục đích. Nếu quả thật là giả, cũng phải có mục đích có thể khiến cho hắn bỏ qua tính mạng mới được. Liêu Huân nói tiếp. Độc điện chúng ta. Ngoại trừ độc vật ra, cũng không có quá nhiều vật phẩm chân quý. Nói vậy cũng sẽ không khiến cho người ta cam tâm mạo hiểm. Làm một chuyện gì cũng phải có mục đích, có lý do. Độc điện có một ít độc dược, chân quý nhất cũng lại là một ít dược liệu. Giả mạo đặc sứ, một khi bị phát hiện, 10 chết không sống. Mà mạo hiểm lớn như vậy, dù sao cũng không khả năng chỉ vì những thứ này. Hắn cũng không cho là phải. Những độc dược và dược liệu này có thể dùng tiền mua được. Có thể cho người làm như vậy. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết đối phương quả thực tới không phải là vì độc dược, chỉ vì đọc sách. Chắc hẳn hắn sẽ lập tức nôn ra máu, phát điên mất.
độc dược chí ít còn có giá trị, đọc sách có tác dụng gì? Mấu chốt nhất chính là, còn chạy tới chạy lui. Phó điện chủ lẽ nào quên, vật kia? Hắc đồng trưởng lão có chút do dự, nói. Ngươi là nói thứ ở dưới núi lửa kia sao? Sắc mặt Liêu Huân trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy. Hắc đồng trưởng lão gật đầu. Phân bộ Hồng Liên chúng ta canh giữ ở nơi chim không ỉa này, mục đích chủ yếu chính là vì vật kia. Có thể có người biết, thứ này đã chín, lão điện chủ cũng bởi vì nó nên tử vong hay không? Không phải là không có khả năng. Nghe nói như thế, Liêu Huân lại không bình tĩnh giống như trước nữa. Đi dẫn đại dược vương vào, ta hỏi rõ ràng. Vâng. Hắc đồng trưởng lão lui ra ngoài. Chỉ một lát sau, đại dược vương bị dẫn vào theo. Ra mắt Liêu phó điện chủ, ra mắt Hắc đồng trưởng lão. Đại dược vương ôm quyền. Nói một chút, ngươi gặp phải vị đặc sứ này thế nào? Còn nữa, ta nếu như đoán không sai, ngươi hiện tại chắc hẳn đã chết, làm sao có thể không có việc gì? Mắt Liêu Huân híp một cái. Ta trúng khế ước cổ, quả thực sắp phải chết, là vị đặc sứ này ra tay thay ta giải quyết, sau đó hắn bảo ta dẫn hắn tới độc điện, về phần những cái khác, tất cả đều không biết. Đại dược vương vội vàng đem nói ra cách nói đã bàn trước đó. Thật sự không biết. Liêu Huân hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết hậu quả giấu giếm ta chứ? Ta biết. Đại dược vương quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi. Những câu ta nói là sự thật, phó điện chủ cũng biết, ta chính là một khôi lỗi, người phát ngôn của độc điện. Vị tiền bối này nói là đặc sứ, ta cũng không dám ngăn cản. Ta không thể làm gì khác hơn là dẫn tới. Về phần những chuyện khác, ta thật sự không biết được rõ ràng. Ừ, đi xuống đi. Lại hỏi vài câu, thấy cái gì cũng hỏi không ra, Liêu Huân khoát tay. Vâng. Đại dược vương giống như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài. Khế ước cổ dung nhập máu, cho dù là sư phụ của ta, cũng không có cách nào giải quyết. Có thể khiến cho người này một chút tai họa ngầm cũng không có, sợ rằng chỉ đạt tới trình độ độc sư tứ tinh. Thấy hắn rời khỏi, ngón tay Liêu Huân gõ xuống bàn, phân tích từng chút một. Độc sư tứ tinh, cũng chỉ có tổng bộ bên kia mới có. Độc sư lợi hại nhất của Hồng Liên độc điện, cũng chỉ là tam tinh. Tứ tinh, cũng chỉ có tổng bộ mới có khả năng phái đi ra. Nói như vậy, đặc sứ này chắc là thật. Chỉ có điều, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắc đồng trưởng lão, làm phiền ngươi lặng lẽ đi tới tàng thư khố xem thử, vị đặc sứ này đến cùng đang tìm sách gì, lại muốn làm gì. Có chút do dự, Liêu Huân nói. Được. Hắc đồng trưởng lão lên tiếng, lui ra ngoài. Qua khoảng chừng một canh giờ, hắn mới trở về, trên mặt đầy vẻ khó hiểu và cổ quái. Thế nào, có cái gì không đúng? Hắn có phải muốn tìm sách không? Thấy bộ dáng này của hắn, Liêu Huân không nhịn được hỏi. Không vấn đề gì, cũng không có muốn tìm sách gì đặc biệt. Nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy được trước đó, Hắc Đồng dùng sức lắc đầu. Trước đó nhìn thấy đặc sứ lạnh lùng tàn khốc vô cùng, ở tàng thư khố không ngờ chạy loạn giống như người điên, hoàn toàn không có ý định dừng lại chút nào. Nói muốn tìm sách, lại không rút ra một quyển sách nào. Ngay cả loại trưởng lão kiến thức rộng rãi như hắn, cũng nhìn đầy mơ hồ, không biết đến cùng muốn làm gì. Nếu không phải xác nhận, đối phương chính là đặc sứ, hắn thật sự nghi ngờ người này có phải điên rồi hay không. Không là tốt rồi. Liêu Huân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị đặc sứ này chắc là thật, không cần hoài nghi. Vẫn tận dụng thời gian nghĩ xem điều chế loại thuốc nào, có thể khiến cho ánh mắt hắn sáng lên. Hắc đồng trưởng lão gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy Liễu độc sư trước đó, vội vã đi tới. Trên mặt bối rối. Phó điện chủ. Thế nào? Liêu Huân nhướng mày. Bên ngoài có một người tới, muốn ngài và hai vị phó điện chủ khác gặp hắn. Còn nói hắn là, đặc sứ. Giọng nói của Liễu độc sư có chút nói lắp. Đặc sứ. Liêu Huân và Hắc đồng trưởng lão nhìn nhau, đồng thời con mắt trợn tròn, vẻ mặt nghi ngờ. Đặc sứ không phải đã tới rồi sao? Thế nào? Lại xuất hiện một người nữa. Chương 413, lần này thật sự kết thúc một. Trong đại sảnh, đại dược vương ngồi ở trên ghế lau mồ hôi lạnh trên đầu. Vừa rồi không chỉ Liêu Huân hỏi thăm, phó điện chủ thứ hai, phó điện chủ thứ ba đều phái người đặc biệt hỏi thăm hắn một hồi. Nếu không lấy lý do thoái thác trước đó đã chuẩn bị xong, sợ rằng hiện tại hắn đứng cũng đứng không yên. Áp lực thật sự quá lớn. Hắn chính là một người phát ngôn mà thôi. Ở bên ngoài đùa giỡn uy phong một chút thì cũng thôi.
ở chỗ này gạt người, đổi lại thành trước đây, nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Nếu không đối phương cứu mạng của hắn, Độc Điện lại quả thực làm đến vong ân phụ nghĩa, hắn mới không dính vào bãi nước đục này. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn đường lui. Một khi vạch trần Bạch Y Sư, hắn không những không có lợi ích, hai người còn khẳng định đều phải chết ở chỗ này. Không nói khác, lại không nhận ra đặc sứ, bị Y Sư hù ở này, có thể khiến cho ba vị phó điện chủ độc chết tất cả những người biết rõ tình hình. Chuyện mất mặt như vậy truyền đi, bọn họ còn mặt mũi nào quản lý thuộc hạ, tranh đoạt điện chủ. Đương nhiên muốn giết vài người, giảm bớt cơn giận. Cho nên, muốn mạng sống, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến cho mọi người cho rằng Bạch Y Sư là đặc sứ chân chính, do đó ném chuột sợ vỡ mình, không dám động thủ. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít, tuy rằng trong lòng ba vị phó điện chủ có nghi ngờ, lại cũng không dám liều lĩnh. Không biết vị gia này, đến cùng tới Độc Điện làm gì, mau chóng làm xong, mau chóng rời đi. Nhớ tới Bạch Y Sư, Đại Dược Vương lắc đầu. Bạch Y Sư muốn tới Độc Điện với mục đích gì, vẫn chưa nói. Nhưng hắn thấy, có thể là vì có vài bảo vật, hoặc đồ nhất định cần. Đã như vậy, người tìm nhanh một chút, chạy đến tàng thư khố đọc sách làm cái quỷ gì. Tàng thư khố cũng lại một ít sách liên quan tới độc sư mà thôi. Đó là nơi bất kỳ độc sư nào cũng có thể vào. Bảo bối khẳng định không có. Mạo hiểm tính mạng đi qua, vì tìm một quyển sách. Thật sự như vậy, quá phá hoại. Thôi đi, nói vậy hắn cũng biết nguy hiểm, không có khả năng ở lại quá lâu. Trong lòng hắn đang nói thầm, lại nghe ngoài gian phòng xôn xao. Vô số độc sư lao nhanh ra phía ngoài. Độc điện luôn luôn đóng kín. Mỗi một độc sư đều chức trách của mình, rất ít khi chạy loạn. Đây là có chuyện gì? Hàn độc sư, có chuyện gì vậy? Hắn đứng dậy, kéo một độc sư, hỏi. Ngươi không biết sao? Nghe nói bên ngoài lại có một người tới, tự xưng là đặc sứ, muốn tất cả mọi người trong độc điện đi ra nghênh đón. Hàn độc sư nói. Lại một, đặc sứ tới. Bạch y sư là giả, người này. Không biết là thật sao? Nếu như là thật, vậy coi như thật sự phá hoại rồi. Lý quỷ gặp phải lý quỷ, hơn nữa một người còn đang ở bên trong độc điện. Đại Dược Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đúng vậy, đi thôi, đi xem thử. Trước kia tổng bộ chưa bao giờ phái người qua, thế nào thoáng một cái lại phái tới hai người. Hàn độc sư lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói thầm một tiếng, lôi kéo hắn đi về phía trước. Ta, hai chân Đại Dược Vương rút gân, liên tục lắc đầu. Ta, hay là không đi? Vừa nghĩ tới thật vất vả lừa gạt qua cửa ải, không cần bị vạch trần, đặc sứ thật sự lại tới. Ông trời, ông đang đùa ta đi. Đi thôi. Không cho hắn nhiều lời. Hàn độc sư kéo lại, hai người nhanh chóng đi về phía cửa lớn. Chỉ chốc lát lại đi đến trước mặt, lúc này, trước cửa đã chất đầy độc sư, ba vị phó điện chủ và tất cả trưởng lão cũng đã đi tới trước mặt. Ở ngay phía trước mọi người, hai bóng người đang đứng tại chỗ. Lộ quản gia. Hắn chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại nhận ra một người. Đúng là lộ quản gia phủ đệ của hắn. Trước đây, hắn từng dẫn lộ quản gia đi tới một chuyến. Chỉ có điều... Chỉ ở bên ngoài đợi một khoảng thời gian liền rời đi, vẫn chưa tiến vào trong độc điện. Không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đường đi. Xem ra chắc là hắn dẫn đường qua. Bằng không, cho dù đặc sứ chân chính muốn tìm được nơi đây, cũng có chút khó khăn. Nghĩ thông điểm ấy, hắn lại nhìn về phía người đứng bên cạnh. Đó là một người trung niên, trên người khoác một cái áo màu đỏ sậm, đứng tại chỗ, chắp hai tay ở sau lưng, hàm dưới hơi hất lên, trên mặt không nhìn ra vui buồn tức giận. Đó là, huy hiệu độc sư tam tinh. Mắt rơi vào trên trường bào của đối phương, khóe miệng Đại Dược Vương giật một cái. Trước ngực đối phương lộ ra một cái huy hiệu độc sư, phía trên có ba ngôi sao sáng lấp lánh. Lão điện chủ lợi hại nhất Hồng Liên phân bộ, cũng chỉ có tam tinh sơ kỳ. Sau khi hắn chết, lợi hại nhất chính là phó điện chủ Lưu Huân này nhị tinh đỉnh phong. Độc sư tam tinh. Trước đó trong lòng còn nghĩ đối phương có thể cũng là một người giả hay không. Hiện tại một điểm may mắn cuối cùng, cũng bị mất. Độc sư tam tinh, cho dù không phải đặc sứ, độc điện cũng không ai dám đắc tội. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị lập tức bị độc thành tổ ong vỏ vẽ, chết cũng không biết chết như thế nào. Đạt được loại tinh cấp này, tu sợ rằng vi dĩ nhiên đạt được chí tôn cảnh. Cho dù không cần độc, một tay cũng có thể tiêu diệt độc điện này, không cần tốn nhiều sức. Chuyện này,
Liêu Huân cũng không nghĩ tới lại có một đặc sứ tới, hơn nữa còn là độc sư tam tinh. Thần thái hắn trở nên cung kính, liền ôm quyền. Không biết đặc sứ xưng hô như thế nào, có tiện cho tại hạ nhìn kim lệnh độc tâm hay không? Tại hạ không phải nghi ngờ thân phận của đặc sứ, là quy định của tổng bộ lưu lại. Đặc sứ phải có lệnh phù đại biểu thân phận, chúng ta mới có thể bàn bạc. Hắn nói ra những lời hệt với khi vừa đối mặt Trương Huyền lúc trước. Đặc sứ cũng không nói một lời nào, cổ tay lật một cái. Một lệnh bài màu vàng hình dạng trái tim xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn tiện tay ném tới. Vội vàng tiếp lấy, đám người Liêu Huân cúi đầu nhìn lại. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, đồng tử bọn họ đồng thời co lại, xác định được. Là thật. Kim lệnh độc tâm, là thứ đặc sứ mới có, đại biểu cho độc sư tổng bộ. Phía trên nắm giữ khí tức đặc biệt xa xưa, cho dù chưa từng thấy qua, chỉ cần gặp qua một lần, cũng có thể dễ dàng phân biệt thật giả. Vị này chính là độc sư tam tinh, lại có kim lệnh độc tâm. Chắc chắn sẽ không phải là giả. Vậy người ở trong kia? Nhìn xong thứ đại biểu thân phận này, trong lòng đám người Liêu Huân đồng thời có chút hồi hộp. Nếu đây là thật, vậy kia lại có thể là giả. Chương 414, lần này thật sự kết thúc 2. Nếu không, vì sao muốn hắn lấy ra kim lệnh độc tâm, hắn ra sức khước từ? Thế nào, có vấn đề gì? Thấy sắc mặt mấy người lúc đỏ lúc trắng, không biết suy nghĩ điều gì, sắc mặt đặc sứ trầm xuống, không giận tự uy. Không phải. Liêu Huân có chút do dự. Chỉ là, vừa rồi đã có một vị đặc sứ tới, đột nhiên nhìn thấy tôn lệnh, khiến cho chúng ta có chút giật mình. Ừ. Đặc sứ nhíu lông mày lại một cái. Tổng bộ chỉ lệnh cho ta qua, xử lý một chút việc xác lập điện chủ mới, thuận tiện vật kia đã chín, để cho ta lấy đi, vẫn chưa từng phái người nào khác qua. Một vị tới, có ý gì? Là như vậy, một canh giờ trước, một người tới, cũng tự xưng là đặc sứ, hiện tại đang đọc sách trong tàng thư khố. Liêu Huân vội hỏi. Tự xưng đặc sứ, hắn có thể có kim lệnh độc tâm. Hai hàng lông mày của đặc sứ giơ lên. Cái này, Liêu Huân do dự một chút. Hắn vẫn chưa đưa kim lệnh cho chúng ta. Hồ đồ. Đặc sứ vùng ống tay áo, một khí tức kinh thiên xông thẳng lên trời. Không có kim lệnh độc tâm, sao lại là đặc sứ được? Dẫn ta đi gặp, ta thật ra muốn xem thử, ai lớn gan như vậy, dám giả mạo đặc sứ của tổng bộ. Vâng, đặc sứ mời đi bên này. Đám người Liêu Huân vội vàng nhường đường, mọi người lập tức đi về phía đại sảnh ở trung tâm của độc điện. Mọi người đi nhanh về phía trước, thân thể đại dược vương thoáng lắc lư một cái, lại giống như bị rút sạch tinh thần, toàn thân cứng đờ. Lão gia, lộ quản gia nhìn thấy được hắn, vội vàng đi lên. Đây là có chuyện gì? Đại dược vương không nhịn được truyền âm. Ngài và bạch y sư mới vừa đi một ngày, vị này lại tới, muốn ngài dẫn đường đi tới độc điện. Không có cách nào, ta chỉ đành dẫn đường, vốn nghĩ trên đường có thể đuổi kịp các ngài, cho nên tăng nhanh tốc độ. Ai biết, mãi cho đến nơi đây. Vẻ mặt lộ quản gia cũng giống như muốn khóc. Bạch y sư muốn giả mạo đặc sứ tới độc điện, tổng cộng có 4 người biết tin tức này. Theo thứ tự là Đại Dược Vương, lộ quản gia, bản thân Bạch y sư và Mạc Vũ Tiểu Thư. Mạc Vũ Tiểu Thư đã đi tới Thiên Vũ Vương Thành, sớm rời đi. Người biết cũng chỉ còn lại hắn. Người này lấy ra thân phận, Đại Dược Vương không ở đó, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình dẫn đường. Hắn vốn tưởng rằng tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, có thể đuổi kịp ở trên đường. Như vậy, chí ít là có thể tránh được tai họa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn đuổi tới nơi này, cũng không đuổi kịp. Lần này, là thật sự kết thúc rồi. Nghe lộ quản gia giải thích xong, khóe miệng đại dược vương giật một cái, một ngụm máu tươi ẩn giấu ở trong ngực, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột ngột phun ra. Bọn họ tới chậm một chút, bạch y sư bắt được đồ muốn lấy, rời khỏi độc điện. Cho dù có bị phát hiện, khẳng định cũng không kịp. Sớm một chút, đuổi kịp đám người mình, biết đặc sứ thật sự tới, cũng sẽ không sử dụng ngụy trang, cùng đi theo ở phía sau, cũng có thể đi vào. Nhưng, hiện tại, vừa nói xong mình là đặc sứ, nên giả vờ cũng đã giả vờ xong, đối phương cũng có chút tin tưởng. Kết quả, trời ạ, đặc sứ thật sự xuất hiện. Như vậy cũng giống như cởi sạch y phục cùng mỹ nữ triền miên cùng một chỗ, người nói hai người không có quan hệ. Mẹ nó ai có thể tin tưởng. Bị bắt tại trận, cho dù muốn giải thích rõ cũng không kịp. Sớm biết ngụy trang đặc sứ không đáng tin cậy. Không nghĩ tới không đáng tin như thế. Xem ra, mạng già vừa mới tốt,
chuẩn bị không tốt sẽ phải một lần nữa bù vào bên trong. Lão gia, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Lộ quản gia cũng nghĩ đến điểm này, vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám. Ta cũng không có cách nào. Đại Dược Vương lắc đầu. Xem ra chỉ có thể chờ chết. Vẻ mặt hắn chán nản, nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện không ít độc sư đều đưa mắt tập trung qua. Chạy trốn nhất định là trốn không thoát, hắn không thể làm gì khác hơn là ở sau lưng mọi người, đi về phía đại sảnh. Đúng rồi, dường như, Bạch Y Sư còn không biết tin tức đặc sứ thật sự tới. Đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến một điểm, Đại Dược Vương biến sắc. Sớm biết, còn có thể nghĩ biện pháp, hiện tại cái gì cũng không biết, đã bị chặn đầu trước. Chỉ có điều, hiện tại mấy vị phó điện chủ, trưởng lão đều ở phía trước. Thậm chí đặc sứ chân chính kia đã ở đây, cho dù hắn muốn báo tin, cũng đã muộn. Trong lòng hắn miên man suy nghĩ, mọi người đã tiến vào gian phòng. Hắc Đồng trưởng lão, phiền trưởng lão đi mời vị đặc sứ kia ra. Đi tới đại điện ngồi xong, Liêu Huân giơ bàn tay lên, thản nhiên nói. Vâng. Hắc Đồng trưởng lão vội vàng đi ra ngoài, đi nhanh về phía tàng thư khố. Hơn một canh giờ, Trương Huyền cũng đã xem xong tất cả sách ở bên trong. Thấy đối phương tới mời, hắn cũng lại đi ra. Thế nào, đã chuẩn bị xong rồi sao? Chuẩn bị xong liền bắt đầu đi. Đi đến đại sảnh, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, liếc mắt nhìn đám người Liêu Huân, thản nhiên nói. Lại ngươi tự xưng là đặc sứ. Đám người Liêu Huân đều không nói chuyện, đặc sứ đứng dậy, híp mắt lại. Ngươi tính là thứ gì? Trương Huyền nâng lông mày lên, mang theo uy nghiêm không cho phép khinh thường. Ta để cho ngươi nói chuyện. Ta ngất. Đại Dược Vương điên cuồng phun ra máu tươi. Thật sự kết thúc rồi. Chương 415, Sư Thúc 1. Lộ quản gia ở một bên, lúc này mới biết người trung niên này chính là Bạch Y Sư giả mạo. Sắc mặt hắn nhăn nhó, góc áo cũng sắp bị xé ra. Cho dù ngươi không biết đặc sứ, trước ngực hắn có huy hiệu độc sư, chung quy phải nhận ra chứ. Độc sư tam tinh, độc điện này căn bản không có. Không phải là tổng bộ tới, vậy từ nơi nào xuất hiện? Chú ý một chú, là có thể biết những điều này. Trực tiếp vứt ra một câu, ngươi tính là thứ gì, ta để cho ngươi nói chuyện. Ta nhổ vào, nhổ nhổ nhổ. Trước đó, có lẽ còn có thể kiếm cớ. Lần này, trước mặt mọi người đánh vào mặt, ngay cả đường sống quay về cũng không có. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng ở Hồng Liên Thành, Bạch Y Sư này rất lợi hại, rất có chừng mực. Thế nào đến nơi này, hắn lại liều lĩnh như thế? Ngươi làm như vậy, không chỉ làm hại bản thân mình, làm không tốt lão gia cũng sẽ vì vậy mà chết. Ngay cả ta, cũng sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Hai người sắp phát điên, đồng thời khóe miệng đám người Liêu Huân cũng giật một cái. Đã thấy kẻ kiêu ngạo, chưa thấy qua kẻ nào lớn lối như vậy. Một người giả mạo, nói chuyện đối với đặc sứ chân chính như vậy, đây cũng không phải là gan lớn. Quả thực chính là, đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa còn là loại chết rất thảm này. Tự làm bậy, không thể sống. Vậy tốt rồi, không cần chúng ta ra tay, đặc sứ sẽ giúp chúng ta giải quyết. Hai phó điện chủ còn lại đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Giả mạo đặc sứ, còn hù dọa bọn họ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sỉ nhục, hận không thể rút gân rút tủy, cố gắng dạy dỗ một trận. Hiện tại xem ra, chắc hẳn cũng không tới phiên bọn họ ra tay. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, lửa giận của đặc sứ thoáng chút dâng lên. Khí tức cường đại xông thẳng lên trời, đè ép mọi người khó thở nổi. Chí tôn cảnh. Giống như đã suy đoán, vị đặc sứ này, không ngờ là cường giả chí tôn cảnh. Võ giả chí tôn, trời đất bao la duy nhất mình ta độc tôn, lực lượng vượt quá vạn đỉnh, có lực lượng phá hủy thành trì, hủy diệt sơn xuyên. Lúc này hắn còn tức giận, thiên địa nổ lớn, lực lượng tinh thuần, giống như sóng lớn, khiến người ta một loại cảm giác đối mặt với thiên uy, không thể phản kháng. Đám người Liêu Huân co cổ lại, thân thể không nhịn được lui về phía sau. Đại Dược Vương càng biến sắc, lui lại thành một đống. Quá kinh khủng. Cho dù tông sư đỉnh phong gặp phải, cũng hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Ở thời điểm bọn họ cảm thấy người giả mạo trước mắt này tất nhiên bị khí thế ép buộc, lộ ra manh mối, lại thấy lông mày hắn nâng lên, vẻ mặt không vui. Làm càn. Hét lớn một tiếng, Trương Huyền vung tay lên. Thứ không biết chết sống, dám động thủ với ta. Ai cho ngươi lá gan này? A. Đại Dược Vương co giật.
không vui, người không vui cái lông. Còn thứ không biết chết sống. Đại ca, người đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy? Đã bị lộ, giả vờ tiếp nữa, người ta thật sự sẽ đánh chết ngươi. Tuy rằng không nhìn ra thực lực thật sự của vị bạch y sư này, trải qua những ngày chung đụng này, hắn đoán cũng khoảng tông sư, không có khả năng cao hơn so với tông sư đỉnh phong hắn. Đối mặt với vị đặc sứ này, ta cũng không phản kháng được, ngươi còn giả vờ cái gì? Rất tốt, một kẻ giả mạo, dám nói với ta như thế. Ta thật sự xem như đã mở rộng tầm mắt, nếu đã không biết sống chết, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Không nghĩ tới hắn phát khí tức ra ngoài, đối phương chẳng những không khiếp sợ, còn mắng hắn đâm đầu vào chỗ chết, đặc sứ cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. Trong mắt hắn có sát cơ dâng lên. Tổng bộ chỉ phái một mình hắn qua, không phải giả chính là cái gì. Một kẻ giả mạo, dám lớn tiếng quát mình, thật không biết là đầu óc có vấn đề, hay trái tim người này thật sự quá lớn. Thân thể hắn thoáng lắc một cái, toàn thân nhanh như tia chớp lao vọt về phía trước, năm ngón tay mở ra, tản ra lực lượng cường đại, lập tức bao phủ về phía Trương Huyền. Chí tôn cảnh còn được gọi là vạn đỉnh cảnh, lực lượng vượt quá vạn đỉnh. Vừa ra tay lại cho thấy thực lực chân chính giống như sóng triều ép xuống, không có chỗ trốn. Cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể dễ dàng nổ thành bụi phấn. Bị lực lượng này áp chế, tu vi thấp, toàn thân cứng đờ, muốn thi triển võ kỹ cũng rất khó hoàn thành. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền tinh thuần, rất ít bị loại áp chế này. Chỉ có điều hắn chỉ là nửa bước tông sư, chênh lệch cùng chí tôn cảnh thật sự quá lớn, căn bản không thể so sánh nổi. Tuy rằng có thể chiến đấu vượt cấp, cũng chỉ giới hạn ở tông sư sơ kỳ. Hai người khác biệt một trời một vực, hắn muốn phản kháng, cũng không phản kháng được, tối đa chỉ có thể dựa thân pháp thiên đạo, tránh thoát được một đòn tất sát. Cảm nhận được áp lực trên người, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, trên mặt không chút dao động sợ hãi, trong lòng Trương Huyền lại sốt ruột không gì so bằng. Vừa rồi hắn đã đoán ra đối phương có thể là đặc sứ chân chính. Chỉ có điều, lúc này hắn đã không thể lùi bước. Bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Ngươi không phải là kiêu ngạo sao? Lại càng kiêu ngạo hơn so với ngươi. Chương 416, Sư Thúc 2. Chỉ có như vậy, mới có khả năng hù dọa được đối phương, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ mình. Ai biết người này căn bản không rút lui, trực tiếp động thủ, khiến cho hắn trái lại rơi vào bị động. Khuyết điểm. Biết cho dù muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể tránh thoát một hai chiêu. Thể lực tiêu hao hết, cũng không có cách nào chạy thoát thân từ trong tay cường giả chí tôn cảnh. Hắn vội vàng khai thông với thiên đạo đồ thư quán. Một quyển sách xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn thấy được nội dung, tâm tình khẩn trương của Trương Huyền ổn định lại. Ban đầu, bóng người muốn thi triển thân pháp thiên đạo chạy trốn, cũng ngừng lại. Trong nháy mắt hắn vững như núi Thái Sơn, giọng điệu lạnh lùng lập tức vang lên. Cổ mục, người dám động thủ với ta, là muốn cả nhà bị diệt sạch sao? Bù, ngươi, vừa nghe nói như thế, đặc sứ vốn không hề bận tâm, thần sắc sửng sốt, lực lượng đang vò tới trước, lại cứng rắn ngừng lại. Ngươi là ai, làm sao lại biết tên của ta? Hắn nhận được mệnh lệnh của tổng bộ, một đường từ phía xa chạy tới, chưa bao giờ nói ra tên. Trước khi nhận được mệnh lệnh, hắn vẫn bế quan tu luyện. Ngoại trừ người qua sát hạch hắn, cùng với vài bằng hữu, cơ bản hắn không nhận ra được ai. Dựa theo đạo lý, loại địa phương thâm sơn cùng cốc này càng không thể nào có người biết. Người trước mắt này lại mở miệng nói ra tên của hắn. Hắn không nhịn được trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đương nhiên, tuy rằng dừng lại, lực lượng lại có thể khống chế. Đối phương chỉ cần nói bậy, tuyệt đối lực lượng sẽ điên cuồng phun ra, giết chết hắn. Thấy hắn dừng lại, Trương Huyền biết mình thành công, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người có tâm lý hiếu kỳ, cho dù tức giận nữa. Nghe được người xa lạ đột nhiên gọi ra tên của mình, cũng sẽ nghi ngờ. Chỉ cần nghi ngờ, thông qua tin tức ghi chép trong đồ thư quán, hắn lại có biện pháp, nói cho đối phương không dám động thủ. Chắp hai tay ở sau lưng, trên mặt Trương Huyền không chút dao động sợ hãi, dáng người cao ngất giống như thanh thương. Hình như áp lực và lửa giận của đối phương, không tạo thành bất kỳ sợ hãi đối với hắn. Hiên Viên Phong Hào Vương Quốc phân bộ, vị độc sư tam tinh sát hạch thành công thứ 14. Từ khi đạt được tam tinh, đến tam tinh đỉnh phong, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 5 năm, được khen là thiên tài siêu cấp hiếm có trong toàn bộ phân bộ. Trời sinh có hứng thú đối với độc, 14 tuổi sát hạch độc sư học đồ thành công, điều chế huyên nhiệt tán,
giết cả nhà kẻ thù 314 người bằng thuốc độc. 17 tuổi trở thành độc sư chính thức, nghiên cứu chế tạo phá hồn phấn, thành công độc chết một vị cường giả tông sư cảnh sơ kỳ. 26 tuổi, sát hạch độc sư nhị tinh thành công, kết hợp với nhuyễn cốt hương, độc chết một con man thú tông sư đỉnh phong. Thời điểm 35 tuổi, bái nhập bách biến độc sư môn Hạ Lăng Hoành. Năm nay vừa vặn 44 tuổi, sử dụng độc mạnh mẽ. Thiên viên phân bộ, gần như không người nào có thể vượt qua ngươi. Lần này tổng bộ ra lệnh cho ngươi qua đây, phong làm đặc sứ, thật ra chính là muốn rèn luyện một chút, để tiếp nhận điện chủ phân bộ tiếp theo. Những điều này, Trương Huyền dừng lại một chút, khẽ cười, nhìn đặc sứ trước mắt. Không biết ta nói có thể chính xác hay không? Ngươi, rốt cuộc là ai? Đặc sứ cổ mục hai mắt nheo lại. Việc này, trừ khi là người thân cận nhất, gần như không người nào biết. Nhất là tổng bộ ra lệnh, đối phương mở miệng nói ra, đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc là ai? Trong số những người hắn quen biết, không có một người nào có bộ dạng này. Nói cách khác, người trước mắt này, căn bản cũng không quen, làm sao có thể nói cặn kẽ chuyện của hắn như vậy? Không để ý tới câu hỏi của đối phương, Trương Huyền khẽ cười, tiếp tục nói. Ngươi một lòng muốn trùng kích độc sư tứ tinh, thậm chí không tiếc lấy thân thử độc. Người khác đều nghĩ rằng ngươi nhiệt tình yêu thương đối với độc sư, nguyện ý dâng ra sinh mạng, bội phục không thôi. Trên thực tế ngươi lại dự định báo thù giúp thê tử đã chết. Bởi vì kẻ thù của ngươi là một vị độc sư tứ tinh, thủ đoạn sử dụng độc cao hơn ngươi. Không đạt được loại cấp bậc như vậy, ngươi lại không thể giết chết hắn. Ngươi, sắc mặt cổ mục trắng nhợt, đồng tử co lại, thần sắc toàn thân giống như gặp quỷ. Đối phương nói không sai. Cho tới nay, hắn liều mạng tu luyện, liều mạng nghiên cứu độc dược mới, thậm chí không tiếc lấy thân thử độc, mục đích chính là để báo thù. Chỉ có điều, chuyện này là bí mật hắn che giấu ở trong lòng, căn bản chưa từng nói qua, cũng không dám nói ra. Dù sao, mỗi một vị độc sư đều là tài nguyên quan trọng của độc điện. Nếu như biết rằng hắn dự định độc chết một vị độc sư tứ tinh, nhất định sẽ có người khuyên can. Cho nên, chuyện này vẫn là bí mật của hắn, không người nào biết. Người xa lạ trước mắt cái này lại mở miệng nói ra. Bảo hắn làm sao không kinh ngạc, hoảng sợ được. Tu vi của ngươi bây giờ là chí tôn đỉnh phong, muốn trở thành độc sư tứ tinh, lại phải trùng kích cảnh giới cao hơn. Vì đạt được điều này, mỗi ngày ngươi nhai thanh xà thảo, thoa lên thần môn huyệt, muốn tăng tiềm lực. Sử dụng thực cốt phấn bôi loạn ở thần hồn huyệt, muốn tăng mức độ tâm cảnh. Kịch độc kích thích, tuy rằng lực lượng, tâm cảnh đều tăng, đáng tiếc, lại tiêu hao sinh mạng hầu như không còn. Nếu như ta không nhìn lầm, người đã dầu hết đèn tắt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Đi dạo một vòng qua đối phương, Trương Huyền thở dài một tiếng. Đối phương công kích đối với hắn, thi triển võ kỹ, cũng hình thành sách. Trong sách ghi chép chỗ thiếu hụt trên người đối phương, quả thực giống như cái sàng, khắp nơi đều có, chừng hơn 100 chỗ. Đường đường độc sư tam tinh đỉnh phong, người ngoài thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành điện chủ mới. Trên thực tế thân thể lại đạt tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Dựa theo loại tình huống này, có khả năng ngay cả 3 năm cũng không sống nổi. Bịch 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 bịch, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt cổ mục trắng bệch. Đối phương nói không có bất kỳ sai lầm nào, hiện tại hắn chính là dùng tính mạng để nâng cao thực lực. Bởi vì không làm như vậy, cho dù hắn chết, cũng không đạt được độc sư tứ tinh. Không có loại cấp bậc như vậy, làm thế nào báo thù? Không báo được thù, cho dù sau đó chết, cũng không có cách nào ăn nói với thê tử đã chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Siết chặt nắm đấm, hắn không nhịn được lại nhìn qua. Có thể biết rõ ràng chuyện của hắn như vậy, đối với công kích của hắn, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, chẳng lẽ là một vị tiền bối không biết tên của hiên viên phân bộ? Ta là ai? Trương Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, nhìn về nơi xa. Ngươi đương nhiên không biết ta là ai. Bởi vì, sư phụ của ngươi, cũng phải gọi ta một tiếng. Sư thúc, chương 417, biểu diễn thực lực 1. Sư thúc của lão sư ngươi. Sư thúc tổ của đặc sứ. Đại dược vương và lộ quản gia nhìn nhau, sắp bứt hết râu mép. Ngươi không phải bạch y sư sao? Ngươi không phải là không biết đặc sứ sẽ tới hay không, hơn nữa không biết khi nào tới sao? Ngươi không phải là giả mạo sao? Khi nào? Lại đến thành sư thúc lão sư của đặc sứ. Trời ạ! À, mấu chốt là, vẻ mặt đặc sứ ngỡ ngàng,
dường như cũng không biết mình còn có một sư thúc tổ. Giả vờ làm một sư huynh, sư đệ, đồng môn, bằng hữu cũng được. Trực tiếp cấp bậc cao như vậy. Đại ca, ngươi thật sự dám mở miệng. Đổi lại thành bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người chỉ cảm thấy một búng máu ngực vọt tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng phun ra. Liêu Huân, hai vị điện chủ khác và tất cả trưởng lão ở bên cạnh, vẻ mặt cũng choáng váng, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ban đầu cho rằng người giả mạo này sẽ bị đặc sứ một cái tát đánh chết, hoặc đánh cho tìm không rõ phương hướng. Dù thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, hai người quen biết, còn hình như có quan hệ bối phận. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lão sư gọi ngươi là sư thúc. Cổ Mục cũng sửng sốt, toàn thân cứng đờ. Người trước mắt này đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Vốn tưởng rằng là bạn đồng hành trong phân bộ chưa từng gặp qua. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là loại thân phận này. Hắn theo lão sư nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói còn có một vị sư thúc. Mà nếu quả còn không phải, đối phương lại làm thế nào biết được mọi chuyện liên quan tới hắn, nói không sai chút nào. Không nói gì khác, chỉ riêng loại năng lực quan sát này, người bình thường lại không thể nào đạt được. Thậm chí lão sư hắn cũng chưa chắc có. Chỉ là luận bối phận xưng hô như vậy, ta luôn luôn nhàn vân dã hạc, ở lâu bên ngoài. Lão sư ngươi có khả năng cũng không biết tới sự tồn tại của ta. Trương Huyền bộ dạng cao nhân khoát tay. Muốn đối phương không dám động thủ, lại muốn có một thân phận hoàn toàn có thể trấn áp đối phương tin theo. Dù sao cùng nhau nghe giảng bài, có thể xưng hô sư huynh đệ. Giả mạo một người không thấy được, thân phận không ngờ tới, muốn vạch trần, cũng không đủ lý do. Hiện tại hắn cũng không thể chạy về hỏi lão sư, đến cùng phải hắn còn có một sư thúc. Lại nói, mình trước đó đã nói ra lời nói chết, có khả năng lão sư ngươi cũng không biết. Cho dù muốn điều tra cũng không cách nào tra xét. Chỉ có điều, nói suông là không được. Nếu đã nói ra vấn đề của đối phương, chỉ có giúp hắn giải quyết, mới có thể làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng và nghe theo. Lúc này Trương Huyền cũng không nói thừa, khẽ cười, nhìn lại. Được rồi, không thảo luận vấn đề này nữa. Nếu đã gặp ở chỗ này, cũng coi như có duyên. Ta muốn hỏi ngươi một câu, có muốn giải quyết vấn đề trên người hay không? Ta, vấn đề này. Còn có thể giải quyết sao? Đối với thân phận của người trước mắt này, trong lòng Cổ Mục vẫn còn có chút nghi ngờ. Lúc này, nghe được hắn không đang dây dưa, ngược lại hỏi ra lời này, sắc mặt liền đỏ lên, đầy kích động. Có thể sống, ai nguyện ý chết? Huống gì, trên vai hắn còn huyết hải thâm cừu. Thê tử bị một vị y sư tứ tinh độc chết. Cho tới nay, hắn vẫn cố nén thống khổ và phẫn nộ trong lòng, cố gắng tu luyện, kỳ vọng một ngày nào đó có thể báo thù rửa hận. Ban đầu khoảng cách cảnh giới cao hơn, chỉ kém một đường, có hy vọng báo thù. Nhưng gần đây hắn rõ ràng phát hiện, mấy năm nay mạnh mẽ nâng cao thực lực, thân thể từ lâu thiếu hụt. So với đối phương, dĩ nhiên mạng không lâu dài như vậy. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn băm thây vạn đoạn kẻ thù kia mới được. Mạnh mẽ lợi dụng độc dược nâng cao tu vi, khiến cho thân thể thiếu hụt. Đổi lại thành người khác quả thực bó tay không làm gì được. Nhưng với ta mà nói, không tính là gì cả, có thể tiện tay giải quyết. Thần sắc Trương Huyền thản nhiên. Ngay cả thân thể bị khế ước cổ tàn phá, chân khí thiên đạo cũng có thể tu bổ. Loại còn có thể vui vẻ như hắn, tự nhiên càng không thành vấn đề. Vẫn mong sư thúc tổ ra tay. Có chút do dự, Cổ Mục quỳ rạp xuống đất, ánh mắt lộ ra sự kiên nghị. Chỉ cần có thể chữa trị tốt chứng bệnh trên người ta, chém giết kẻ thù, cho dù để cho ta làm trâu làm ngựa. Ta cũng không chối từ. Sau khi thê tử chết, hắn đã sớm muốn đi theo. Hắn kéo dài hơi tàn chỉ vì muốn báo thù cho nàng. Vị trước mắt này, tuy rằng không rõ lai lịch, lại có thể liếc mắt nhìn ra vấn đề của hắn, nói ra chuyện ngay cả lão sư cũng không cảm thấy được, có lẽ có thể thật sự giúp hắn giải quyết tai họa ngầm. Chỉ cần tai họa ngầm biến mất, hắn tự tin tích lũy mấy năm nay, tất nhiên có thể phá tan một cửa ải cuối cùng, đạt được cảnh giới hắn tha thiết ước mơ kia. Có thể nói, đây là một lần cơ hội, một khi thành công, hắn có hy vọng báo thù. Đương nhiên, nếu như đối phương chỉ là trêu đùa, cùng lắm thì ngọc đá đều nát. Dù sao hiện tại mạng không còn lâu dài, cũng không có cái gì đáng sợ hãi. Hắn quỳ rạp xuống đất, trong mắt tất cả mọi người đều rơi đầy đất. Đặc sứ của Tổng Bộ, cao cao tại thượng, còn là độc sư tam tinh đỉnh phong, thực lực chí tôn đỉnh phong, quỳ xuống trước một người giả mạo. Thật hay giả vậy?
nhất là đại dược vương. Hắn biết thân phận thật sự của vị bạch y sư này, căn bản không phải là sư thúc tổ gì cả. Thậm chí ngay cả tám gậy tre cũng đánh không tới. Tùy tiện nói vài câu, lại làm cho đối phương cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Bạch y sư, người thật sự trâu bò. Đổi lại thành bọn họ, bị người trực tiếp vạch trần sự giả mạo, khẳng định đã sớm khiếp sợ đến mức quỳ xuống, không dám nhiều lời. Kết quả, quỳ thì có người quỳ, chỉ có điều quỳ xuống chính là đối tượng hắn giả mạo. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không. Biến hóa thật sự quá nhanh, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Thắt lưng già cũng sắp gãy. Chương 418, biểu diễn thực lực 2. Chỉ có điều, sau khi hết khiếp sợ, hắn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Đổi lại thành dáng vẻ của hắn mấy ngày hôm trước, nếu có người ta nói có thể chữa trị tốt khế ước cổ, đừng nói là sư thúc tổ, cho dù gọi là gia gia, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sắp chết, mới hiểu rõ sinh mạng chân quý, tôn nghiêm, mặt mũi ở trước mặt điều này, thật sự cái gì cũng không tính. Ta có thể ra tay, chỉ có điều, có chút quy định cần phải sớm nói rõ ràng. Trương Huyền khoát tay chặn lại, hô một tiếng. Đại Dược Vương, ngươi nói với cổ mục một chút về quy củ của ta. Thực lực của hắn bây giờ, chỉ có nửa bước tông sư. Nếu như trị liệu lúc đối phương tỉnh táo, nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Hình tượng cao thâm cũng sẽ không còn tồn tại. Vẫn chờ sau khi hôn mê trị liệu là hay nhất. Cũng không lộ rõ tu vi thật sự, có thể che giấu sự đặc biệt của chân khí thiên đạo. Chỉ có điều, lời này hắn nói ra, tất nhiên sẽ khiến mọi người nghi kỵ. Để cho Đại Dược Vương nói, sẽ tốt hơn rất nhiều. Đại Dược Vương cũng là hạng người thông suốt, thoáng một cái lại hiểu ý tứ của hắn, tiến lên mở miệng. Bạch tiền bối ra tay trị liệu, cần bệnh nhân hoàn toàn hôn mê mới được. Hoàn toàn hôn mê. Cổ mục nhíu lông mày lại một cái. Địa phương xa lạ, một khi rơi vào hôn mê, lại biểu thị sinh mạng rơi vào trong tay người khác, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình. Đối phương nói chuyện tuy rằng chính xác, vẫn không đến mức khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm. Yên tâm đi, đây là quy định của bạch tiền bối. Trước đó, thời điểm tiền bối giúp ta giải quyết khế ước cổ, cũng khiến cho ta mê man. Thấy hắn do dự, Đại Dược Vương khuyên can nói. Giải quyết khế ước cổ, ngươi nói, hắn giúp ngươi giải quyết khế ước cổ. Cổ mục sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được. Khế ước cổ, đám người Liêu Huân lĩnh hội không sâu. Dù sao bọn họ chỉ là độc sư nhị tinh, biết không nhiều lắm. Nhưng hắn là tam tinh đỉnh phong, gặp qua không ít độc sư lợi hại, biết loại chất độc này đáng sợ. Truyền thuyết, thứ này một khi chúng phải, ngay cả độc sư ngũ tinh cũng không có cách nào giải quyết. Chuyện độc sư ngũ tinh còn không giải quyết được. Vị sư thúc tổ này có thể giải quyết. Lẽ nào, cấp bậc của hắn đã vượt qua? Không sai, mấy ngày trước đây, ta suýt chết, là bạch tiền bối nhìn thấy được, ra tay giải quyết. Đại Dược Vương nói, cái này chúng ta có thể chứng thực, trước đó hắn quả thực trúng khế ước cổ của lão điện chủ. Đám người Liêu Huân gật đầu, có thể giải quyết khế ước cổ. Siết chặt nắm đấm, cổ mục cẩn thận nhìn lại về phía Đại Dược Vương. Quả nhiên khiến cho hắn nhìn ra được điểm không thích hợp. Là độc sư tam tinh đỉnh phong, chúng từng khế ước cổ, hơn nữa từng phát tác, là có thể nhìn ra được. Xác nhận phán đoán của mình, sắc mặt hắn thoáng chút đỏ ửng. Đối với trình độ của vị, sư thúc tổ, trước mắt này, hắn lại xác nhận một phần. Chỉ có điều, để cho hắn hôn mê mới trị liệu, hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Sau khi hôn mê, sinh mạng bị người khống chế, chết cũng không biết chết như thế nào. Đổi lại thành ai, cũng không muốn làm như vậy. Trương Huyền nhìn ra được hắn đang nghi ngờ. Đổi lại thành người khác, nghi vấn như vậy, ta khẳng định sẽ mặc kệ, xoay người rời đi. Chỉ có điều, người đã là đồ tôn của ta sẽ nói cho người biết một câu. Ta thật sự muốn giết ngươi, không cần phiền toái như vậy. Khẽ nói một tiếng, bàn chân Trương Huyền bước một bước. Vèo. Mọi người còn không có kịp phản ứng, đã thấy hắn xuất hiện ở cách đó 60 thước. Lại sau một khắc, bóng người ở phía xa chậm rãi tiêu tan. Bản thân hắn vẫn đứng tại chỗ, hình như chưa từng di chuyển vậy. Tốc độ thật nhanh. Cho dù cường giả chí tôn đỉnh phong cũng làm không được điểm ấy. Chẳng lẽ, hắn đã vượt qua chí tôn? Mọi người xung quanh đều giật nảy mình, đồng tử co lại. Bọn họ đều là tu vi tông sư hoặc dưới. Làm sao có thể từng nhìn thấy loại tốc độ này?
người có thể thi triển ra tốc độ nhanh như vậy, tu vi lại làm sao có thể kém được. Thật may trước đó không có động thủ, nếu không, chỉ sợ hắn vừa ra tay, thật sự có thể tiêu diệt toàn bộ độc điện phân bộ. Sắc mặt Đại Dược Vương cũng trở nên trắng bệch. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng thực lực của vị bạch y sư này cùng hắn không phân cao thấp. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, chênh lệch lớn như vậy. Tốc độ nhanh như vậy, nếu muốn giết hắn, sợ rằng hắn chưa kịp phản ứng, đầu đã rơi. Trong nháy mắt Cổ Mục cũng siết chặt nắm đấm. Đối phương vừa thi triển tốc độ, cho dù là hắn hiện tại, cũng còn xa mới bằng được. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, căn bản không phát huy toàn lực, dáng vẻ thành thạo. Nói cách khác, thực lực của vị sư thúc tổ này tuyệt đối vượt qua chí tôn, đạt tới một trình độ khác. Xem ra hiệu quả không tệ. Thấy bộ dạng tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc, Trương Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tu vi đạt được nửa bước tông sư, tốc độ thân pháp thiên đạo nhanh hơn, khoảng cách cũng biến thành xa hơn. Lúc này mới thi triển ra như vừa rồi. Chiêu này thoạt nhìn rất khoe khoang, tốc độ cũng rất nhanh. Trên thực tế, dựa vào cường độ thân thể hiện tại của hắn, thi triển hai lần đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa, dưới tốc độ nhanh như vậy, cho dù chính hắn cũng không phản ứng kịp, càng chưa nói tới đả thương người, giết người. Nói trắng ra là, chiêu này tuy rằng rất nhanh, dùng để chạy thoát thân còn có thể. Dùng để giết địch, không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, hiện tại có thêm một tác dụng, khoe mẽ. Cố nén cảm giác bị xé rách kịch liệt ở trên người, lặng lẽ vận chuyển chân khí, bản thân hắn lại yên tĩnh đứng tại chỗ, chắp hai tay ở sau lưng, giống như cao nhân thế ngoại không dính bụi trần. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía Cổ Mục, giọng điệu không hề bận tâm, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Không biết ta thực lực như vậy, muốn giết chết ngươi. Có thể dễ dàng giống như giết chết con gà hay không? Chương 419, Hạt Sen Xích Diễm 1. Yên tĩnh. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Cổ Mục lúc đỏ lúc trắng. Vị sư thúc tổ này vừa thi triển tốc độ, hắn cẩn thận quan sát. Nếu quả thật sử dụng loại tốc độ này động thủ, hắn sợ rằng ngay cả một lần hít thở cũng không kiên trì nổi. Nói cách khác, nếu thật muốn giết hắn, quả thực sẽ không khó khăn hơn so với giết con gà. Nhớ tới vừa rồi mình tự nhiên động thủ đối người như thế, mồ hôi lạnh lại ướt đẫm lưng áo. May mà nhận ra mình, có chút giao tình. Bằng không, cho dù là đặc sứ, chỉ sợ cũng sẽ ngay lập tức biến thành thi thể, thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất. Loại cường giả cấp như vậy, vừa rồi cũng không có động thủ, lại làm sao có thể cố ý lừa gạt mình hôn mê, mới hạ sát thủ, do đó tự hạ thấp thân phận. Là ta lòng dạ tiểu nhân, vẫn mong sư thúc tổ thứ lỗi. Hiểu rõ điểm ấy, Cổ Mục khom người. Giết ngươi dễ dàng hơn so với giết con gà, thật sự muốn động thủ, vẫn không bằng chơi đầu gà. Ta Nhàn Vân Giã Hạc, trên đường đi qua Hồng Liên Thành, thấy khế ước cổ trong thân Đại Dược Vương, mới ra tay cứu giúp. Bởi vậy, mới có thể nghe nói đường đường là độc điện phân bộ, vì một vị trí điện chủ nho nhỏ, tranh tới người chết ta sống, không tiếc huynh đệ tương tàn. Không đành lòng để hậu bối độc sư lúc đó thương tổn, lúc này ta mới qua, hy vọng hóa giải can qua. Ngước mắt nhìn lên trời cao, ánh mắt Trương Huyền lộ ra ý trách trời thương người. Chuyện này... Nghe được đối phương không ngờ vì điều này mới đi tới nơi đây, đám người Liêu Huân âm thầm xấu hổ. Hóa ra mục đích của vị tiền bối này là điều này. Đám người mình còn tưởng rằng hắn là lừa đảo, tham lam bảo bối gì đó. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm thấy thực sự buồn cười. Khó trách hắn vừa đến liền trực tiếp nói phải sát hạch, thực lực mạnh làm điện chủ. Làm như vậy, chính là tránh khỏi phiền phức và tranh đấu. Cổ Mục cũng bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó hắn suy nghĩ, nếu vị này là sư thúc tổ của mình, địa vị khẳng định rất cao. Vì sao phải giả mạo đặc sứ? Hóa ra là không đành lòng để đệ tử độc sư bị hao tổn. Hiểu rõ điểm ấy, trong lòng hắn bội phục không thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có độc sư chân chính, thật sự yêu thích đối với nghề nghiệp này đến mức tận cùng, mới có ý chí như vậy. Được rồi, nếu vị đặc sứ chân chính là người đã tới, ta tiếp tục ở tại chỗ này, cũng không có ý nghĩa, vẫn nên từ biệt thôi. Lắc đầu, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, thân thể thoáng lắc một cái, đi ra ngoài. Hắn nói những điều này, dựa vào thân pháp thiên đạo vừa rồi uy hiếp, mọi người không dám suy nghĩ nhiều. Một lúc sau, bọn họ lại sẽ phát hiện ra trăm ngàn chỗ hở. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, mục đích tới độc điện là vì đọc sách. Hiện tại sách đã xem xong,
đặc sứ chân chính cũng tới. So với tiếp tục lưu lại ở chỗ này chờ bị lộ, còn không bằng lập tức rời đi. Chỉ cần rời khỏi phạm vi khí độc, hắn có thể triệu hoán khiếu thiên thú. Đến lúc đó còn không phải trời cao mặc cho chim bay, biển rộng rãi tùy cá nhảy. Vẫn mong sư thúc tổ cứu ta. Thấy hắn xoay người rời đi, không nhắc lại chuyện cứu mạng, sắc mặt Cổ Mục trắng bệch. Hắn biết vừa rồi mình nghi ngờ, đã đắc tội đối phương. Lúc này hắn bước hai bước về phía trước, lại quỳ rạp xuống đất. Phàm là cường giả đều có tôn nghiêm. Vừa đến lại động thủ với hắn, đối phương nói muốn giúp giải quyết, còn chưa tin, vẻ mặt nghi ngờ, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Không ra tay giáo huấn, đã coi như là tính tình tốt. Ta ra tay cứu người, cần người phải hôn mê, người e ngại tới an toàn của bản thân, không tin cũng là bình thường. Trương Huyền lắc đầu, thấy giọng nói của đối phương rõ ràng tức giận, không có ý định ra tay, Cổ Mục có chút do dự. Hắn cắn răng một cái truyền âm qua. Sư thúc tổ, mong hoàn hãy đi lần này tổng bộ sai ta qua, trên danh nghĩa là đến giúp đỡ điện chủ mới, ổn định phân bộ, trên thực tế là vì hạt sen xích diễm ở phân bộ này đã chín. Hạt sen xích diễm. Đúng, hạt sen xích diễm sinh trưởng ở sâu bên trong núi lửa, hấp thu lực lượng của địa mạch. Người tu luyện dùng, có thể tăng 20% cơ hội, đột phá gông cùng xiềng xích chí tôn, trùng kích cảnh giới cao hơn. Ta chính là dừng lại ở bình cảnh không có cách nào đột phá, mới chủ động đích thân đi tới. Cổ Mục nói ra, không có giữ lại. Ta biết lấy thực lực của sư thúc tổ, thứ này vô dụng. Chỉ có điều, nếu như có thể nhận được, đưa cho đệ tử, học sinh sử dụng, cũng là một ân tình lớn. Có thể khiến cho người đột phá gông cùng xiềng xích chí tôn tăng tỷ lệ lên 20%. Trương Huyền chắt lưỡi. Tu vi đột phá, là dựa vào ý niệm, lòng tin, tích lũy, công pháp. Đan dược giúp đỡ, chỉ có thể xếp ở phía sau. Cơ bản chỉ mang tính trợ giúp. Bởi vậy, dược vật bình thường đối người tu luyện mà nói, công hiệu cũng không phải quá lớn. Cái này lại có 20%. Nếu không phải chính tai hắn nghe nói, hắn cũng không thể tin được. Đừng thấy 20% không tính là quá cao. Ở trong tu luyện, có thể có loại tỷ lệ này, tuyệt đối xem như là rất nghịch thiên. Chí tôn cảnh là cảnh giới cao nhất của võ giả. Chỉ có điều, cũng không phải là cực hạn của tu luyện. Đại lục mênh mông vô bờ, khẳng định còn có vô số thực lực vượt quá cường giả siêu cấp chí tôn. Một hạt sen xích diễm có thể tăng tỷ lệ đột phá nhiều như vậy, tuyệt đối có thể xưng là vật báu vô giá. Phân bộ độc sư này còn có thứ tốt như vậy, ngay cả Trương Huyền cũng có chút bất ngờ. Được, nói một chút về yêu cầu của ngươi. Biết đối phương nói ra thứ này, khẳng định có mục đích của chính mình, Trương Huyền nhìn qua. Ta chỉ cầu sư thúc tổ ra tay giải quyết tai họa ngầm trên người ta. Về phần hạt sen, ta cần một hạt có thể đột phá cảnh giới là được. Nhiều hơn không dám cầu mong xa vời. Số còn lại có thể cống hiến tất cả cho sư thúc tổ. Cổ Mục nói. Nghe được lời của đối phương, hắn biết, lấy tình huống thân thể hiện tại, cho dù tìm được hạt sen, cũng không có cách nào đột phá. So với như vậy còn không bằng đổi lấy đối phương ra tay cứu chữa. Lại nói. Hạt sen xích diễm tuy rằng là đồ tốt, cũng không phải dễ dàng nhận được như vậy. Bằng không, lão điện chủ cũng không đến mức đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lão điện chủ tử vong, người khác không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết rất rõ. Phần bộ này vì cái chết của lão điện chủ, đặc biệt viết thành sách, đưa tới. Hắn vừa vặn thấy được nội dung. Không phải bị mắc bệnh giống như lời đồn bên ngoài, mà là hạt sen xích diễm chín, hắn muốn đi hái, lập tức bị địa tâm hỏa thiêu thành cho tàn. Đường đường là cường giả chí tôn, cũng không chống đỡ nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, có khả năng còn cần dựa vị trước mắt này, mới có thể có được hạt sen. Cho nên, nghĩ trước lo lắng sau, còn không bằng nói ra tin tức này, đổi lấy điều này. Chương 420, hạt sen xích diễm 2. Hắn cũng biết, loại cường giả này, sau khi biết được tin tức, tự giữ thân phận, chắc chắn sẽ không bạc đãi mình. Được. Trương Huyền gật đầu. Ban đầu hắn đã dự định hỗ trợ trị liệu, hiện tại thấy lại còn có đồ có thể cầm, sao hắn lại không làm? Vậy, khi nào bắt đầu? Thấy hắn đáp ứng, sắc mặt Cổ Mục vui vẻ. Nhưng cần phải chuẩn bị thứ gì? Không cần chuẩn bị, hiện tại liền bắt đầu. Trương Huyền xua tay. Thời gian chậm trễ càng lâu, đêm dài nhiều mộng, còn không bằng mau chóng. Được, nghe được có thể trực tiếp trị liệu, sắc mặt Cổ Mục vui mừng. Lại nhờ sư thúc tổ ra tay. Nói xong hắn giơ cổ tay lên. Bạch.
hắn vỗ vào trên đầu, thân thể mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất. Ách! Thấy hắn trực tiếp đập cho mình choáng váng, cúi đầu nhìn ma hồn tán vừa lấy ra cầm trong tay, Trương Huyền bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lại thu hồi vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Còn muốn cho ngươi sử dụng cái này, không nghĩ tới ngươi so với đại dược vương còn lỗ mãng hơn. Ma hồn tán có thể khiến cho người ta hôn mê, đối với y thuật đặc biệt của hắn mà nói, có tác dụng rất lớn. Trước khi xuất phát, hắn đã đặc biệt đòi không ít. Dù sao thứ này không đáng bao nhiêu tiền, đại dược vương cũng vui vẻ đưa tới lễ vật, không dưới 20 túi. Vốn tưởng rằng lần này có thể thử xem hiệu quả, không nghĩ tới mới lấy đồ ra, người này lại tự đập mình bất tỉnh. Quá nhanh đi. Chỉ có điều, như vậy cũng tốt, dù sao đều là hôn mê, tiết kiệm thêm một lần. Hắn bước lên trước, đi tới trước mặt cổ mục đang hôn mê, bàn tay lật một cái. Mấy cây ngân châm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước đó đồ thư quán lại sinh ra sách liên quan tới đối phương kỹ còn tỉ mỉ miêu tả. Lúc này hắn cũng không cần lại chẩn đoán bệnh. Búng ngón tay một cái, ngân châm bay đi, bàn tay tung bay, toàn thân thoải mái linh động, giống như hồ điệp. Thân thể cổ mục không giống với đại dược vương trước đó. Người sau là bị khế ước cổ tổn thương căn cơ, lúc này mới xuất hiện suy nhược. Vị trước mắt này là bởi vì lợi dụng độc dược kích thích huyệt vị, đi tới nâng cao thực lực. Khí độc tiến vào thân thể, phá hủy lực sinh mạng trong cơ thể. Người trước cần chân khí thiên đạo săn sóc ân cần. Người sau chỉ cần tìm được nơi kịch độc tập trung, lợi dụng chân khí thiên đạo ép ra bên ngoài cơ thể, là có thể hoàn toàn giải quyết. Lại cẩn thận nói tiếp, so với trị liệu cho đại dược vương, còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Tăng 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 tăng. Ngân châm phối hợp với chân khí thiên đạo, đâm vào chỗ khí độc tập trung lại. Rất nhanh trên người cổ mục lại phát ra tiếng nước chảy. Ngón tay, ngón chân hắn chảy ra nước đen. Đây là, khí độc ẩn nấp ở bên trong thân thể. Lại ép ra như vậy. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người Liêu Huân đồng thời mở to hai mắt nhìn. Mỗi một người cảm thấy khó có thể tin được. Suốt ngày tiếp xúc với kịch độc, bọn họ biết trừ độc khó khăn. Một ít khí độc tiến vào trong cơ thể, cho dù lợi dụng vô số thuốc, tốn thời gian cả đời, cũng không có cách nào hóa giải. Cũng chính vì vậy, độc sư tuy rằng nghe đáng sợ, tuổi thọ lại giống nhau, đều không dài. 50, 60 chính là một cửa ải. Đám người bọn họ, bề ngoài không có bệnh trạng, quá lớn trên thực tế trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít cũng có vấn đề như vậy. Suốt ngày tiếp xúc với độc, đều có tổn thương rất lớn. Bọn họ vốn tưởng rằng đã không có cách nào trị liệu. Không nghĩ tới vị tiền bối trước mắt này, lại có thể dễ dàng giải quyết. Ngay cả độc lợi hại như vậy trong cơ thể đặc sứ cũng có thể ép ra, bọn họ có phải cũng có thể làm được dễ dàng hay không? Mọi người lại nhìn về phía Trương Huyền. Ánh mắt mỗi một người đều nóng như lửa. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền tập trung tinh thần, từng ngân châm cắm chính xác ở nơi khí độc ẩn nấp sâu nhất trong cơ thể cổ mục. Một lát sau, bàn tay hắn rung lên, thu hồi tất cả ngân châm lại. Hắn vung tay lên. Cổ mục chậm rãi tỉnh dậy. Cái này. Mở mắt, cổ mục lập tức cảm nhận được tình hình trên người. Trước đó, khí độc ở khắp nơi trong cơ thể, toàn thân giống như là gánh một gông xiềng cực lớn. Bất kể hành động, hay cử chỉ đều có chút khó khăn. Mà bây giờ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng gông xiềng bị tháo bỏ, toàn thân thoải mái. Cho dù không sử dụng chân khí thử, hắn cũng biết, bóng ma trước đó khiến cho hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, đã được đối phương giải quyết. Đa tạ sư thúc tổ ra tay cứu giúp. Hắn lại quỳ rạp xuống đất, lần này đầy thành khẩn, bội phục phát ra từ trong lòng, không giống vừa rồi, chỉ là kiêng kỵ thực lực của đối phương. Trương Huyền khoát tay áo. Tình huống trong cơ thể ngươi, còn muốn nghiêm trọng hơn so với những gì ta thấy. Có khả năng cần phải liên tục trị liệu 3 lần nữa mới có thể hoàn toàn giải quyết. Cho nên, ngươi cũng không cần cảm kích, chờ hoàn toàn trị xong lại nói cũng không muộn. Hạt sen xích diễm còn chưa nhìn thấy. Ở chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hắn tất nhiên cũng phải trừ lại chút chuẩn bị ở phía sau, không có khả năng thoáng một cái chữa trị tốt cho đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 420.